สุดลิบตาอาจเพียงวันนี้ที่มันหนักหนาหรืออาจจะเป็นแค่วันที่ไม่ง่ายดายเพียงวันที่ท้อเพียงวันที่แพ้วันที่อ่อนแอวันที่เศร้าหรือเสียใจวันที่ไม่รู้วันที่สงสัยวันที่ไร้ไร้หรือวันที่หวังยังไม่เจอแต่ว่ารู้ไหมไม่ว่ายังไงยังมีสิ่งเดียวที่ในใจนึกเสมอตอนที่ลืมตาให้หลับตายังเจอเพื่อสิ่งนั้นหัวใจฉันไม่เคยยอมจนกว่าฝันนั้นจะกลายเป็นจริงจะทุ่มเททุ่มไปให้สุดใจจนกว่าวันนั้นจะมาถึงไม่มีสักวินาทีที่จะยอมวันทิ้งความฝันไปไม่เคยบ่นไม่เคยบึกเพราะว่าทำในสิ่งที่เราเชื่อไม่เคยท้อไม่ยอมแพ้หวังว่าจะกลายเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อฝันที่อยู่ในใจภาพนั้นไม่เคยลืมล็อกได้ต่อให้มันจะนานเนิ่นนานสักแค่ไหนแต่ว่ารู้ไหมไม่ว่ายังไงยังมีสิ่งเดียวที่ในใจนึกเสมอให้หลับตายังเจอเพื่อสิ่งนั้นหัวใจฉันไม่เคยยอมจนกว่าฝันนั้นจะกลายเป็นจริงจะทุ่มเททุ่มไปให้สุดใจจนกว่าวันนั้นจะมาถึงไม่มีสักวินาทีที่จะยอมท้อใจฉันไม่มีวันทิ้งความฝันไปWe start away in Thailand. You know what now? You get away from Thailand. At that time, away Thailand already 16 years. Look how many away Thailand are the ones who come from. A lot of people have done this business before us. What is that you do? Because I can get away with you from. But today we are proud and we will be proud as well in this year. But you know it, I am proud.And we is really fair business. Probably
ได้แค่ด้วยหนังสือหรือที่เรียนเรื่องเดียวก็ฟัง It's no matter what you come first, you come late เพราะว่าอยากนำมันเลยลึกไปหลังเลยเศร้า It's depend on your goal, your passion If you really want the success No one can stop you Because this is your own business Last 10 years When we sign up, we never thought that our business will run over the world các đại mười năm khi chúng tôi ký hồ sơ chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng là kinh doanh của mình một ngày nó phát triển như thế này phát triển trên toàn thế giới right now we have business more than almost 30 countries around the world và cho tới bây giờ thì kinh doanh của chúng tôi đã phát triển trên 30 quốc gia when we say we never thought that và các chị thấy ở đây chính là cơ hội kinh doanh toàn cầu là cái cơ hội toàn cầu. This opportunity already changed a lot of life around the world. Và từ cái kinh doanh này cơ hội này đã thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người trên thế giới. And we already proved about the product, about the concept, about the philosophy already more than và em quay các chị các bạn đã minh chứng được về sản phẩm về quan điểm kinh doanh và triết lý kinh doanh của mình trên toàn thế giới đã được 54 năm qua rồi. So today I want to share with you about our humble story. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ với các chị câu chuyện thành công nhỏ của mình. You know about what? Và tôi có cái điều chỉnh slide. Tôi có điều chỉnh. Okay. So can I ask the whole point? Can you put up the slide for me? Sometimes technology like this. So that's why we have to believe in ourselves. So give a pass to encourage, Okay, so we can start with Joyce. Don't worry, I'm a computer engineer. I don't feel it. Tôi rất là vui mừng được đến đây hôm nay. Yeah, since MA invited us, actually only Patrik can come. Vì em quay mời chúng tôi và thực sự lúc nào là chỉ có mình Patrik có thể tới đây thôi. Yeah, because my schedule is very very tight. Bởi vì là cái thời khóa biểu của tôi thực sự rất là kín. Today I'm in Ho Chi Minh City. Và ngày hôm nay thì tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Yesterday I'm in Hà Nội. Ngày hôm qua thì tôi ở Hà Nội. Today before I'm in Bangkok. Trước khi ở Hà Nội một ngày thì tôi ở Bangkok. 4 days before that I'm in Seoul, Korea. Và trước đó 4 ngày thì tôi ở Hàn Quốc. 3 days before that, I'm in Los Angeles, California. Trước đó nữa thì tôi có ngày thì tôi ở Los Angeles, California. 1 week before that, I'm in Seattle. Và một tuần trước đó thì tôi ở Seattle. Before Seattle, in 4 days in Chicago. Và trước Seattle 4 ngày thì tôi ở Chicago. Before Chicago, in 4 days in Florida. Và trước khi mà ở Chicago 4 ngày tôi ở Florida. Và trước đó 3 ngày ở Florida thì tôi ở Texas. And before that, 1 week in San Francisco. Và trước đó 1 tuần nữa thì tôi ở San Francisco. So that's only 1 month of time. Và đó chỉ là 1 tháng của tôi mà thôi. Wow. Tomorrow we go back to Thailand and the next day we go to Phuket for the ALS for Airway Australia. Và ngày mai thì tôi quay về Thái Lan và ngày sau đó thì chúng tôi tham dự cái chuyến ALS của em quê ở Úc dành cho thành phố Úc tại Phuket, Thái Lan.
So we try so hard to talent our time to came here to share something to you. Và chúng tôi thực sự là cố gắng sắp xếp rất là cố gắng sắp xếp thời gian của mình để có thể đến đây và chia sẻ câu chuyện với các chị. Chúng tôi muốn chia sẻ các chị một số bức hình bởi vì tôi bắt đầu kinh doanh quay bắt đầu là từ Joy. This last recognition in Bangkok. Và đây là cái buổi công nhận và là buổi tự của chúng tôi là trước ở Bangkok. Why we still work hard, why we still have a goal, why we still, you know, expand our business. Cho đến bây giờ rất là nhiều người hỏi tôi là tại sao bây giờ anh chị vẫn còn nỗ lực làm việc, vẫn còn đặt ra mục tiêu và còn đi phát triển kinh doanh ở khắp nơi. Because we love everything. Bởi vì chúng tôi đi quanh quay. And we appreciate our life and our family. Và em quay đã thực sự thay đổi cuộc sống của chúng tôi và của gia đình con. If we don't have MV, when I have my traditional business, both hard and no fear. Và nếu mà không có MV, có thể bây giờ tôi đang kinh doanh một công việc truyền thống nào đó mà tôi thực sự không có tự do. Or something happened with our family, so we have no security. Và nếu mà hoặc là có thể có một chuyện gì đó xảy ra với gia đình và chúng tôi không có một sự đảm bảo nào hết. So that's why we want to give this opportunity to another people because we believe. We have a lot of people need opportunity. Cho đó, đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn chia sẻ cơ hội kinh doanh này cho thật là nhiều người để có cuộc sống như chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã thấy được rằng đây là sự lợi ích. And the story. Và câu chuyện. Start with this lady. Sẽ bắt đầu bằng cô. This lady. Đây là vợ con. Is she beautiful? Okay, so starting Joyce. Okay. Yes, sharing our humble story, and I wish that if one today some of our story, some of our thoughts can inspire you and can make you in a better decision. Và ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ câu chuyện nhỏ của mình và tôi hy vọng rằng những cái câu chuyện mà tôi kể, những cái ý tưởng mà tôi đưa ra, hy vọng rằng là nó truyền cảm hứng cho các chị để các chị có thể đưa ra những cái quyết định tốt hơn cho sự nghiệp kinh doanh của mình và đó thật sự là một cái vinh dự của con. Hồi nhỏ đó chị, tôi là một người rất là một đứa bé rất là vui và lúc nào cũng vui vẻ và hơi bận bịu một tí. I don't have to think anything because I have my dad who was my hero and my role model. Tôi không phải lo lắng gì hết bởi vì tôi có bố của tôi giống như là một người hùng và một cái từ thương tự của mình. My dad he graduated engineer from the US. Và bố tôi tốt nghiệp ngành tốt nghiệp ở Mỹ. And he got with a big dream. He want to develop our country. Và bố tôi thì có một ước mơ rất là lớn và ông muốn giúp cho đất nước được phát triển. So he dreamed to build an airplane, which is not only airplane but all the engine parts must be easily fly in Thailand. Và ông mơ ước rằng có thể sáng tạo ra một chiếc máy bay và cái chiếc máy bay đó là tất cả những cái phụ tùng có thể kiếm được một cách dễ dàng ở ngay đất nước Thailand. To use it to improve our agriculture. Để mà dùng chiếc máy bay đó để phát triển ngành nông nghiệp của nước nhà. 30 years ago, everyone told him he a crazy engineer. Và cách đây 30 năm thì tất cả mọi người đều nói bố tôi là một con kỹ sư điên. How impossible at that time, 30 years ago, Thailand cannot even build a car, how can we build an airplane? Làm sao mà có thể được cách đây 30 năm để mà sản xuất ra một chiếc xe hơi còn không thể nữa, làm sao mà có thể sản xuất ra một chiếc máy bay? He gone crazy. Và người ta nói là bố tôi đã điên rồi. His friend, everything told him he got crazy. Và tất cả những người bạn bè, tất cả những người quen biết họ đều nói rằng bố tôi đã điên rồi. He talked with all the banks, no one gave him a loan. Và bố tôi đi tới gặp tất cả các ngân hàng và không ai cho vay hết. But like one day, my dad drive me to school and traffic on the app in Thailand. Và một ngày bố tôi chở tôi đi học đến trường và trên đường đi thì kẹt xe rất là lớn. And my dad
call me Joyce. Don't worry. After this, I'm gonna fly you to school. Và bố tôi mới nói cho rằng là con ơi, cho nó đừng có lo. Một ngày nào đó bố sẽ lấy máy bay để con đi học. Oh, it's so cute. It's so cute. It's so cute. Cảm ơn các bạn. Thank you. Year by year, she keeps failing and failing. But one thing that is most important, my dad never gave up. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt là bố tôi không bao giờ từ bỏ. And one day, he was the first Thai people who can build airplane in Thailand. Và một ngày, thì bố tôi đã là người đầu và bố tôi chính là một cái hình mẫu để một người có ước mơ. Which never never give up. Và không bao giờ từ bỏ. When he keep failing, everyone make fun of him. Và mỗi lần mà bố tôi gặp thất bại thì tất cả mọi người đều cười nhạo bố của tôi. But when he make it happen, all his friends told, he is my friend. Nhưng mà khi bố tôi làm được thì tất cả mọi người đều tự hào nói với từng khác rằng anh ấy là bạn của con. Khi mà người bắt đầu làm với tất cả mọi người đều cười nhạo mình. Yeah, why you all young, why you don't go to pray, why you go to build your life? À, tại mình còn trẻ, tại sao mình không tiếp tục học hành làm việc để mà xây dựng cuộc đời của mình? Don't worry. Đừng có lo lắng. When you success, everyone gonna tell you he is my friend, the success one my friend. Các chị đừng có lo một ngày nào đó khi các chị thành công. Và cuộc đời của tôi có vẻ là rất là tốt đẹp đúng không các chị? Everything seems to be perfect. Mọi thứ có vẻ rất là hoàn hảo. All the television channel came to make my dad and make a scoop to all to broadcast to the television. Tất cả các cái đài truyền hình ở toàn quốc người ta tới nhà bố tôi và phỏng vấn để mà đưa cái tin tức đó lên truyền hình. And one day is just one ordinary day. Và một ngày cũng là một ngày rất là bình thường. My dad go to make a school with one television. Và bố tôi có một buổi hẹn với lại một nhóm những cái phóng viên của đài truyền hình. My dad here engineer, he not a pilot. Bố tôi là một kỹ sư, bố không phải là một phi công. But he know how to fly. Nhưng mà bố biết làm thế nào để có thể lái máy bay. His airplane needs two pilots. Và một chiếc máy bay thì cần phải có hai người phi công. And that day the pilot came late, so my dad made decision to fly alone because a lot of people waiting. Và ngày hôm đó thì bởi vì cái người phi công kia đến trễ cho nên bố tôi quyết định là bay một mình vì có rất là nhiều người đang chờ đợi. And that day the wind so high, I don't know what happened, but after my dad show off like one hour before he landing, the wind came and his airplane crashed. Và ngày hôm đó các chị thì bố tôi đã lái máy bay trình diễn khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Và không biết tại sao thì hôm đó thì gió thổi rất là mạnh và cái máy bay của bố tôi đã gặp tai nạn và rơi xuống. My mom and my grandmother in the crowd see the airplane crash down. Lúc đó mẹ tôi và bà nội tôi thì đã nhìn thấy được máy bay rơi từ tầng trời xuống. And my dad passed away on that day. Và bố tôi đã qua đời trong ngày hôm đó. At that time I was 8. Lúc đó tôi mới có 8 tuổi. I don't know what this means, pass away. Tôi không hiểu cái gì gọi là qua đời là chết. My mom called me, Joyce. I'm in the hospital, your dad passed away. Và lúc đó mẹ tôi đang ở nhà, mẹ gọi cho tôi và nói là Joyce, và mẹ đang ở bệnh viện và bố đã qua đời rồi. I asked my mom, what does this mean? I don't understand, what does this mean, pass away. Và bà tôi hỏi mẹ là mẹ, thì nó có nghĩa là gì, chết là gì, không hiểu. My mom told me you cannot see your dad anymore. Your dad go to heaven already. Và mẹ tôi nói rằng là con không thể nào gặp được bố lại lần nữa. Bố đã đi lên thiên đường rồi. So I thought it's gonna be only bad dream. It's impossible. Và cái thông tin mà như vậy thì tôi không thể nghĩ rằng là điều đó có thể xảy ra. Every day I saw the news in the television about the accident. I never think it's gonna be my friends, my cousin, or even my family, especially my dad. Coi TV đọc tin tức hàng ngày những cái thông tin mà tai nạn rồi chết chóc ở khắp nơi, chứ tôi không bao giờ nghĩ rằng là cái gì đó nó xảy ra đối với người thân của mình, với bạn bè của mình gần như vậy. So I try to sleep and believe it's gonna be only bad dream, and when I wake up everything gonna I can make my dad again. Và tôi chỉ muốn rằng là mình đi ngủ để sau một giấc ngủ dài tôi thức dậy thì tôi sẽ lại được thấy gặp lại bố mình. But how many times I wake up
I cannot see my dad. Nhưng mà sau 30 lần ngủ rồi thức dậy thì con không thể nhìn thấy được gặp lại bố mình lần nữa. My feeling at that time is full of regret. Và lúc đó trong lòng của tôi đầy sự buồn và hối hận. I was a very bad kid. I hate school. I never made my dad proud of me. And he already go to heaven. How can I show him that I can be successful? I can responsible for my life. I never made him proud of me. So I full of regret. Và tôi cảm thấy rất là hối hận, hối tiếc bởi vì sao ạ? Lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ không ngoan, tôi ghét đi học, tôi không có thường nghe lời, cho nên là tôi rất là tiếc tại sao bố tôi lên thiên đường rồi thì làm sao bố tôi có thể biết được rằng tôi đã nỗ lực cố gắng và thành công, làm thế nào để bố tôi biết được rằng tôi có thể trưởng thành và tự chăm sóc cho một lần của mình. So all I feel is too late to do a good thing, too late to prove him that I can be better. Và tôi cảm thấy là quá trễ để mà có thể làm điều gì đó tốt cho bố mình, thấy đã quá trễ rồi. So for everyone of you who still have your family, your beloved family, your kids, your wife, your mother, your father, your grandfather, please do every day of your life, don't feel regret in the future. Và tôi muốn nhắc nhở các chị rằng tất cả các chị ở đây, những ai còn những người thân của mình, gia đình yêu thương của mình, hãy sống hàng ngày, các chị cố gắng đừng làm cái gì để trong ngày mai mình phải hối hận. Make every day of your life to be useful. The best every day of life. Mỗi ngày mình phải cố gắng sống tốt nhất các chị ạ. And life must go on. Và cuộc đời thì phải tiếp tục, tôi cũng như vậy. Now the thing that I have is only my dad I need. I carry with me everywhere. My dad. Và tôi, tất cả các chị, những cái còn lại đối với tôi là một cái tiếp thân nhân dân của bố tôi còn lại, thứ tôi mà thôi. But, my mom, she was lucky. She married to a very nice guy. He's my dad. My dad, when she married to my mom, he told my mom, "You don't need to work. I'm gonna take care of everything. You don't need to do anything. I'm gonna protect you. You don't need to drive. I'm gonna drive you everywhere, and I will bring you travel around the world." Và mẹ tôi thực sự là một người phụ nữ rất là may mắn. Bởi vì khi kết hôn với bố tôi hứa với mẹ tôi rằng em không phải làm gì cả, không phải kiếm tiền, không phải lấy xe, không cần phải làm gì hết. Bố của tôi sẽ là người lo tất cả mọi thứ để đưa mẹ tôi đi khắp nơi trên thế giới và mẹ tôi không cần phải lo gì cả. Can I believe my dad can keep his promise if he's always stay with my mom forever? Và tôi tin rằng bố tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa nếu bố tôi còn sống và sống với mẹ tôi cả đời. But when accident happened, my mom, who never worked, who learned, cannot even drive a car, had to drive 8 years old kid alone. Và nhưng mà khi bố tôi qua đời thì mẹ tôi lúc đó phải một người phụ nữ mà chưa bao giờ phải lái xe, chưa bao giờ phải đi kiếm tiền, lúc đó thì phải còn lại sống trên đời một mình cùng với đứa con gái nhỏ. First day, my mom drive me to school. We got big accident in front of my school. Và ngày đầu tiên khi mà mẹ lái xe đưa tôi đến trường thì ngày hôm đó đã xảy ra, mẹ tôi đã gây ra tai nạn. I was so shocked and so shy. A lot of my friends come to take a look. Oh, accident. Và cái tai nạn nó xảy ra trước ngay cái cổng trường và tôi đã rất là sốc và rất là mắc cỡ bởi vì tất cả bạn bè, tất cả mọi người đều nhìn vào cái xe của con. But when I take a look of my mom, nhưng khi tôi quay qua nhìn mẹ, she was so shaking. Và mẹ tôi đang run bần bật. And I can read her eye. Her eye was so nervous, and she felt that even I want to drive my kids to school, I cannot do it. Và tôi nhìn vào mắt mẹ của tôi cảm thấy mẹ đang căng thẳng, đang lo buồn, cảm giác giống như là tại sao chỉ có việc đưa mỗi lái xe đưa con đi học mà cũng không làm được. So at that day I made decision. I know this lady, she needs someone to protect her. Và tôi ngày hôm đó các chị, tôi cũng rất là nhỏ nhưng mà tôi đã đưa ra một quyết định rằng cái người phụ nữ này bên cạnh tôi đây là cần một ai đó để mà bảo vệ. So I'm gonna do everything the best to can take care of her as soon as possible. Và tôi phải nỗ lực, phải cố gắng, phải làm hết sức để mà nhanh chóng có thể bảo vệ được mẹ của mình. I'm gonna keep all the promises my dad gave to my mom. Và tôi luôn luôn muốn giữ cái lời hứa mà bố tôi đã giữ lời hứa với mẹ. So at that day when I was 8, I made a big decision. Và ngày hôm đó, dù tôi có 8 tuổi nhưng mà tôi đã đưa ra một quyết định. I studied very hard. Tôi học rất là giỏi. I always top of the school. Luôn luôn đứng đầu mọi trường. I enrolled to the top 10 high school in Thailand, also top 2 university in Thailand. Và tôi đã vào được 110 những cái trường trung học tốt nhất ở Thái Lan và 103 trường đại học tốt nhất ở Thái Lan. I graduated as a computer engineer. Và tôi đã tốt nghiệp là một kỹ sư máy tính.
in life it should be that easy. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời quá là đơn giản, dễ dàng. Because I born with the concept of the dreamer. Và tôi đã được sinh ra trong một gia đình với những cái quan điểm về người những người mà có ước mơ, dám ước mơ. And everything possible. Và tất cả mọi thứ đều có thể là. I want to show another example. When after my dad passed away, I go to live with my uncle. Và tôi muốn chia sẻ với chị một ví dụ nữa rằng là sau khi bố tôi qua đời thì tôi đã sống với chú của mình. My uncle at that time he was a successful business entrepreneur. Và bố tôi lúc đó, chú của tôi lúc đó là một cái doanh nhân và đã thành đạt. One day he have a dream to build a dining booth in Thailand. Và một ngày thì chú của tôi mơ ước là sáng tạo ra một cái du thuyền để mà ăn tối ở trên sông. And he showed me the blueprint and he told me, Joyce, after this I'm gonna bring you to dining on the river cruise. Và chú của tôi đã đưa cho tôi cái mô hình cái du thuyền của chú và chú nói rằng là cho một ngày nào đó chú sẽ đưa con đi ăn tối ở trên cái du thuyền của chú. Everybody told him, are you crazy? Why we gonna dinner in the river? We dinner in the restaurant on the ground on the land. Và tất cả mọi người đều cười nhạo chú của tôi khi mà ông đưa ra ý tưởng đó, bởi vì tại sao mà cái đeo tối lên tàu, người ta ăn tối lên mặt đất trong nhà hàng. But no matter how many people so told him that this is impossible, he gonna make it. Và cho dù là bao nhiêu người nói với chú tôi rằng là điều đó là không thể, nhưng tôi chú tôi vẫn tin tưởng và nghĩ rằng là nhất định sẽ làm được. And when he first built the cruise, he don't have experience, so he got cheating, he got betrayed. So he for his first cruise, he put like $1 million. Và bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên lần đầu tiên khi mà xây dựng cái chiếc tàu đầu tiên các chị thì chúng tôi đã bị tốn rất là nhiều tiền vào đó, bởi vì là bị người khác lừa rồi được thứ hết. Cho nên là cái chiếc du thuyền đầu tiên của chúng tôi đã tiêu tốn hết khoảng $1 triệu. That like a 3 or 5 times over the budget he expected. Và cái chi phí đó nó thực sự là lớn gấp 3 đến 5 lần so với cái chi phí mà ông chị toán là để hoàn thành. So he lost everything in order to complete the cruise. He lost his Mercedes, lost his house, lost his company, and lost saving him to borrow everybody money. Và cuối cùng là chúng tôi đã phải bán tất cả mọi thứ để hoàn thành ước mơ của mình. Cho dù đó là chiếc xe Mercedes của ông hay là nhà và cả công ty, tất cả mọi thứ và ông phải đi vay mượn tiền để mà hoàn thành ước mơ của mình. From the rich man become nothing. Từ một người là không giàu có, chúng tôi đã thành một người không còn gì cả. If you have to face that much of suffer in order to keep your dream, are you still believe in your dream? Nếu mà các chị đã nhìn thấy và gặp rất là nhiều những cái khó khăn, cái chướng ngại ở trên con đường đi thực hiện cái sự thành công của mình, thì các chị sẽ bỏ cuộc hay là tiếp tục ạ? Good. But when they face obstacle, they throw away the dream and they live in the same way because it's more comfortable. Bởi vì có rất là nhiều người họ có ước mơ và khi họ có ước mơ họ tưởng tượng thì rất là vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà khi họ bắt đầu thực hiện họ gặp những khó khăn trở ngại thì bắt đầu họ thúc bỏ ước mơ của mình đi và họ muốn được sống trong cái sự an toàn, sự đảm bảo. But if you want to change your life, nếu mình muốn thay đổi cuộc đời của mình, and you think your dream is never give up on your dream. Và nếu như thực sự các chị có ước mơ và nghĩ rằng ước mơ của mình là có thể, thì các chị hãy đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. After my uncle finished his first equipment, go to the river, it sinks. Và lần đầu tiên khi mà chú của tôi đưa chiếc du thuyền xuống sông thì cái du thuyền nó đã là chìm. So, he tried everything, he put all his effort and it still failed. Các chị thấy mà ông đã phát hiện ra một điều rằng là cho dù tất cả những cái nỗ lực công sức tiền bạc ông bỏ vào đó, nhưng mà bây giờ cũng đã thất bại. He cried and he, but one thing that is very important, he don't give up. Nhưng mà bà ông đã khóc, nhưng mà có một điều rất là quan trọng, đó là ông không từ bỏ. He start over again with the more experience. Và ông bắt đầu lại từ đầu với cái kinh nghiệm nhiều hơn. And now he is the one on the first and the biggest cruise company in Thailand. Và ông bây giờ là người chủ của một công ty đầu tiên và lớn nhất và làm sở hữu những cái du thuyền lớn ở Thailand. Từ một chiếc du thuyền bây giờ ông đã có tới 6 chiếc rồi. Yeah, and this to my dad and my uncle taught me one thing.
Và từ hai câu chuyện của bố của con và chú của con đã dạy cho con một điều. Nothing impossible. Không gì là không thể. That's a dream. À, hãy dám ước mơ. And make it happen. Và hãy làm cho nó trở thành sự thật. And you can believe it. Và khi mà tôi lớn lên cùng với cái quan điểm này, and study very good, tôi học rất là giỏi. I believe after I finish the bachelor degree as an engineer, I'm gonna continue my master in the US, and I'm gonna come back to work for the big company, and then I'm gonna attend the college experience and open my own business, getting married with a nice guy, and then happy ending. Và tôi tưởng tượng rằng, tôi nghĩ rằng nếu mà tôi học giỏi, tốt nghiệp đại học xong, tôi sẽ đi qua Mỹ học tiếp tục và bằng thạc sĩ, sau đó sẽ quay về đi làm cho một công ty lớn, và khi mà tích lũy đủ kinh nghiệm và vốn thì tôi sẽ ra mở một công ty đi, vận hành công ty của mình, và sau đó có kết hôn của một anh chàng thì là tốt đẹp trai và có một cái kết thúc rất là đẹp. Have anyone in this room have this concept? Các chị đã từng có cái suy nghĩ giống như tôi đi ạ. Yeah. Bởi vì đã coi quá nhiều phim Hàn Quốc đi. Yeah, and when I think, oh, it's gonna be like that. It's gonna be easy, marry a nice guy, have high education, and I'm gonna be very successful, very happy ending. Và tôi nghĩ là cuộc sống rất là đơn giản, rất là dễ dàng sau khi mình hoàn thành sự nghiệp của mình kết hôn với một người thật là đẹp trai và mình sẽ có một cuộc sống thật là phúc hòa và cái kết thúc rất là đẹp. So I just pray aloud, enjoy my university life. Và tôi vào đại học và hưởng thụ cái cuộc sống sinh viên của mình. Yeah, but my mom at that time she more strong. Và lúc đó thì mẹ tôi bây giờ đã trở nên mạnh mẽ rồi. She told me, Joyce, life is not that easy. Và mẹ tôi đã nói với tôi rằng Joyce, cuộc đời cũng đơn giản thế đâu. It's not gonna be like a Korean drama. Và cuộc đời thì không giống như phim Hàn Quốc đâu. So she, when I was 19, on summer break, she sent me to work in the restaurant in the U.S. Và lúc tôi 19 tuổi đang học đại học thì mẹ tôi vào cái kỳ nghỉ hè đã cho tôi đi qua nước Mỹ vừa đi học và làm trong một cái nhà hàng của Mỹ. And study English. Và để học tiếng Anh nữa. It's the first time I earn money by myself. Và đây chính là lần đầu tiên mà trong đời tôi được kiếm đồng tiền tự tay mình. The restaurant I work in is very famous. Và cái nhà hàng mà tôi làm việc đó là một nhà hàng rất là nổi tiếng. So my friend who work there full time, they can earn $300 a day. Và bạn tôi, những người làm việc toàn thời gian ở đó một ngày, họ có thể kiếm được $300. It's already great. $300 là số tiền lớn đúng không ạ? If you only work 20 days, you can earn $6,000 a month. Nếu mà chỉ làm việc có 20 ngày một tháng thôi là mình đã có thể kiếm được $6,000 rồi. Yeah. So all my friends very young, they have them bought a car, you know, they really actually like only serve the food in the restaurant. Và bạn tôi, những cái người mà cho dù chỉ là những người phục vụ vừa vàng ở trong cái nhà hàng đó thôi, nhưng họ đã sống một cuộc sống rất là xa xỉ, có xe hơi và có cuộc sống rất là tốt. So they very enjoy. Và họ cảm thấy rất là hưởng thụ, rất là sung sướng. But I think different. Nhưng mà thôi thì tôi nghĩ khác khác. I think it's a lot of money, but it's so, you know, so hard, so tiring. Và tôi nghĩ rằng là cho dù đúng là kiếm được tiền là nhiều tiền đó, nhưng mà công việc cực khổ quá. How many years I can work like that? Làm sao mà mình có thể làm việc bao nhiêu năm, nhiều năm mà với công việc này được? No, it's not good for the long run. Và nó công việc này thực sự nó không tốt cho cái thời gian dài sau này. So that's why I'm able to talk with my mom who owns the restaurant. Tôi sau đó tôi nói chuyện với lại cái người bạn của mẹ con, cái người là chủ của nhà hàng đó. How much I need if I come to study master degree in the US and live comfortable life? How much I need to have money a month? Và tôi hỏi cái người bạn của mẹ tôi rằng là cháu phải cần bao nhiêu tiền để có cuộc sống thoải mái nếu mà sau này cháu qua bên Mỹ đi học cái bằng thạc sĩ của mình và không phải làm gì hết mà cuộc sống thoải mái thì cần phải có bao nhiêu tiền? He told me at least $5,000. Và ông ấy nói với tôi rằng là ít nhất là phải 5,000 đô. And then I go back to
my university. Và sau đó tôi quay lại về trường đại học của mình. And asked my senior who graduated first honor and go to the best company in Thailand. Và tôi hỏi những cái người mà tốt nghiệp trước tôi là người đàn anh của tôi và họ đã tốt nghiệp, họ làm cho những cái công ty lớn và tôi làm. His GPA is the top of the class. His performance, his personality is the top. How much you earn? Và tôi hỏi những người họ làm trong những cái công ty lớn đó, ở vị trí lớn đó thì họ đã kiếm được bao nhiêu tiền một tháng. He talked to me so proudly. Oh, sorry. Và anh ta nói với tôi rằng một cách rất là tự hào, anh chị ngồi cho I can earn 800 a month. Tôi có thể kiếm được 800 đồng. Very proud. Và rất là tự hào. I said, oh my god, he knows the game. Anh ta tốt nghiệp cái ngành tốt luôn. He got 800. Mà có thể kiếm được chỉ có 800 đồng. My GPA. Còn tôi, cái điểm của tôi á, tôi kiếm được còn rất là ít, điểm trung bình của tôi rất là ít. Maybe I got 500. Có thể tôi kiếm được 500 đồng. My mom friend told me you need at least 5,000. Và bạn của mẹ tôi thì nói rằng là cần phải có 5,000 đô. He said you have new friend. Tức là cách biệt tới 10 lần. So I think employee is not my option. Cho nên tôi nghĩ rằng là đi làm thuê là một người làm công thì không phải là cái sự lựa chọn của tôi. So I have to open the business. Và do đó tôi phải mở ra một cái gì đó kinh doanh đi. And make the business auto running. Và phải làm cho cái kinh doanh đó nó tự vận hành để phát triển. And after business auto running, I'm gonna use this already business to send me study in the US. Và phải khi mà cái kinh doanh đó nó tự hoàn thành rồi thì tôi sẽ có được cái nguồn thu nhập thụ động và từ cái nguồn thu nhập đó tôi sẽ lo cho cái việc học của mình ở Mỹ. And I can have good life without no need to work very hard. Và tôi phải có sẽ có cuộc sống rất là tốt, tôi không cần phải làm việc cực khổ. This thinking is very important. Và cái suy nghĩ này nó rất là quan trọng. You know what happened when I go back to the US few years ago? À, các chị có biết không là khi mà tôi quay lại Mỹ sau vài năm sau đó. I go to this restaurant. À, vài năm sau, mới cái này vài năm, thì tôi tới lại cái nhà hàng trước. A lot of my friends been working there. Và rất là nhiều những người bạn ngày xưa của tôi, người ta vẫn đang còn làm ở cái nhà hàng đó. But the economy is so bad in the US right now. Nhưng mà tình hình kinh tế bây giờ ở Mỹ thì nó đang rất là tệ hại. Before they can earn 200 a day. Trước đây thì họ có thể kiếm được 300 đô một ngày. Now 100 was so very hard. Bây giờ một ngày 100 đô cũng đã khó lắm rồi. So, but because the thing is a big money, so they just keep doing. Chứ bởi vì họ cần tiền và họ nghĩ là như vậy là cách kiếm tiền nên họ chỉ tiếp tục như vậy thôi. Vì vậy với filing body. À, với cái cơ thể rất là nhạt chịu. And money is only a little. Và tiền thì cũng ít tiền. Yeah, but because I acting differently. Nhưng mà quan trọng là bởi vì tôi đã suy nghĩ khác biệt. We need to do something that is can grow, not only work hard every day and earn the money. À, đừng phải làm một cái gì đó để cho nó phát triển mà mình không cần phải nỗ lực làm việc chăm chỉ mỗi ngày để mà kiếm tiền. Because we cannot still healthy, still young forever. Bởi vì chúng ta không thể nào mà khỏe mạnh và trẻ luôn mãi mãi, đúng không ạ? So that's why my lifestyle right now and my friend totally different. Cho nên đó là lý do tại sao mà cái cuộc sống, cái phong cách sống của tôi bây giờ với những người bạn tôi bây giờ nó hoàn toàn khác biệt. Maybe my earning one month they need to work 10 years. À, có thể là một ngày thu nhập của tôi thì họ có thể là họ làm 10 năm thì mới có. So this is how important all the things. So after that, when I think that we have to do the business, we can go back to call Patrik. At that time, we have boyfriend and girlfriend. À, và khi mà nghĩ tới kinh doanh thì tôi mới quay qua nói chuyện với Patrik. Lúc đó thì chúng tôi đang là cặp bồ với nhau. And I'm not healthy, so I have to eat a lot of like hydroponic vegetables. That's very expensive to get home. Cách đây khoảng 10 năm các chị thì bởi vì tôi sức khỏe không được tốt cho nên tôi phải ăn những cái rau sạch. Và đi mua rau sạch để ăn và lúc đó thì cái rau sạch nó rất là đắt tiền. After I be a big consumer, I think why this vegetable is so expensive. Và sau khi mà tiêu dùng một lượng lớn rau như vậy và tốn rất là nhiều tiền, tôi nhận thấy họ tại sao mà nó mất tiền như vậy. So we think this is a good market, so we open the vegetable business. Và bởi vì tôi nghĩ rằng đây chính là thị trường lớn và chúng tôi bắt đầu kinh doanh vào cái ngành sản xuất rau. We export a lot more to the Singapore and we also sell the fresh vegetables to all the 5-star hotel in Thailand and also franchise restaurant. Và chúng tôi đã bán được rau xuất qua Singapore và cung cấp cho rất là nhiều những khách sạn năm sao ở Thái Lan và những cái cửa hàng dịch vụ thương hiệu ở Thái. At that time I was 19. Và lúc đó thì tôi chỉ mới có 19 tuổi. Patrik 21. Còn Patrik thì tôi có 24 tuổi. I earn more than 5,000
more than I expect. Và tôi đã kiếm được mỗi tháng trên 5.000 đô hơn cái mức tiền mà tôi đã mong đợi. And the whole life so easy. Và tôi nghĩ rằng cuộc đời quá đơn giản. Who told me life is hard? I'm very young. I'm already set. Ai nói với tôi là cuộc đời khó khăn cực khổ? Tôi thấy có gì đâu, 19 tuổi đã có thể kinh doanh đi và đã có thể kiếm được tiền. We only one company about the high school graduate to represent Thailand for the expo. CÂU Expo. Và chúng tôi là đại diện duy nhất một công ty sản xuất rau sạch được triển lãm ở Singapore, which is the biggest hotel and restaurant expo in the world. Và ở đó là một cái triển lãm mà tất cả những khách sạn và nhà hàng lớn nhất trên thế giới. So we got the customer all over the Asia. Và chúng tôi đã có được khách hàng ở khắp châu Á luôn. That seems to be very good. Và cuộc đời có phải là rất là tốt đẹp không các chị? But the traditional business has so many uncontrolled factors, right? Nhưng mà kinh doanh truyền thống thì rõ ràng nó có rất là nhiều những yếu tố mà không kiểm soát được, đúng không ạ? Weather is very sensitive. For the winter. Và nóng thì nó rất là nhạy cảm đối với thời tiết. If it's too hot. Nếu mà trời quá nóng thì cao cũng nó nhanh héo. Too rainy. Die. Nếu mà mưa nhiều quá thì nó cũng chết. Yeah. So that when I sell to the like franchise restaurant, it's have to stay quality. Và khi mà tôi bán cho những cái khách hàng là những cái cửa hàng franchise của miền thương hiệu thì chất lượng nó phải được đảm bảo đi với nhau. So if I cannot produce it, good quality, I have to import an A-loss. Và nếu như mà tôi không thể sản xuất ra để cung cấp cho họ đúng như hợp đồng thì tôi phải nhập khẩu hay mua từ nước ngoài, và như vậy thì phải lỗ không? Someday my employee have the virtual not good, so when it's alive Singapore is in dry. Và bởi vì một số ngày có đôi khi thì nhân viên của tôi khi họ đóng gói thì không được kỹ, cho nên khi hàng được giao qua Singapore thì sao, nó bị hư hết rồi. I lost like one day 30,000. Và một ngày thì tôi bị lỗ 30.000 đô. US dollar in one day. 30.000 đô trong một ngày. So I said, be so hard, you know. Bây giờ kiếm được tiền rất là cực khổ, rất là khó khăn để mà cứ để được. One mistake, lose 30,000 dollars. Chỉ cần một cái lỗi thôi là đã mất 30.000 đô trong một ngày. This is a business. Và đây chính là kinh doanh. And we have some problem with the partners of eating. Oh, so I added the fresh food for the small business. Và sau đó thì chúng tôi có một số mâu thuẫn với lại đối tác, và tôi cảm thấy sao phức tạp quá, và cái kinh doanh và về rau cũng như vậy rất là khó khăn. Vậy thì hãy control, rất là khó để mà kiểm soát. Have problem with partner. Lúc nào cũng có vấn đề với lại đối tác của mình. We very young. Và chúng tôi thì còn quá trẻ. Just for it and we gonna open a new company. Và chúng tôi thì đóng cửa và tính mở làm cái mới. Very young. Rất còn trẻ mà, đúng không ạ? Close. Đóng cửa. Lose money and never mind. À, mất tiền, không sao. I can open a new one. Tôi sẽ mở một cái mới. But when I think I can open a new company, I forgot. Và khi mà tôi dự định mở một cái mới thì tôi quên một điều. No money, no honey. Hết tiền rồi, không tiền là không tình, đúng không ạ? No money, no business. Không tiền thì là không kinh doanh nữa. We lose all our saving already. Khi mà đã mất hết những cái khoản tiền tiết kiệm của mình rồi. How can we open a new company? Làm sao mà có thể mở được một cái mới ra? No money, no job. Không có tiền thì không nói được. So we have to go back to work for somebody else. Và chúng tôi phải quay về đi kiếm một người nào đó. And we work as a marketing jeweler, marketing for the jewelry company. Và lúc đó Patrik thì đi làm thuê là làm một phòng marketing cho một công ty sản xuất đá quý. Look at his eye. Và các chị nhìn vào mắt của anh ấy. When work for somebody else, khi mà làm việc cho một ai đó, hopeless. Giống như là vô vọng. When work for himself, khi mà làm cho anh ấy, smile, đi cười. Work for somebody else, làm cho ai đó, hopeless. Chúng tôi đã từng có công ty riêng rồi, bây giờ là phải đi làm cho ai đó. I'm waiting to be many times. Và em ơi, thực sự đã đến trong cuộc đời tôi rất là nhiều lần rồi. I always say no, no. Và chúng tôi luôn luôn là từ chối không không. I'm very private, I'm don't like to talk with people. Before, if I stand more than 7 people in front of me, I can offend. Và tôi thực sự là cái người mà không có thích giao tiếp, cho nên là khi mà thậm chí gặp một người lạ thì tôi thậm chí còn không nói gì cả. My leg, my hand, everything is very cold and then I faint. Và tôi gần như là rất là xấu hổ bất cỡ khi mà đứng trước đám đông, và khi mà có nước đông đông người lạ là tôi cảm thấy rất là khó chịu. I hate public speaking. Và tôi ghét đứng trước đám đông để mà nói chuyện. I hate meeting people. Và tôi rất là ghét gặp gỡ người khác.
I want to only stay with my family and my close friends. Tôi chỉ muốn ở với gia đình của mình và những người bạn bè thân thiết của mình thôi. I can sell one thing, but I love to shopping. À, tôi không muốn bán cái gì hết nhưng mà tôi thích shopping mà thôi. I buy everything but I cannot sell. Tôi có thể mua tất cả mọi thứ nhưng mà tôi không thể bán được gì. So why I'm here is not choice. Cho nên tại sao mà lại quay? Cái quay không phải là sự lựa chọn, không phải là tôi. So when my friends invite me to the Amway. Và khi bạn của tôi mời tôi tới tham gia Amway. When I own business, they said, if you want to work with me, I give you salary. Và tôi, lúc đó tôi đang là chủ kinh doanh, nên tôi nói bạn tôi mà rằng là nếu mà cần tiền thì đến đây làm việc cho tôi. Đừng có làm cái quay. 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 How many people in helicopter that you think your friend will use helicopter? Is it like that? But if you think about the truth, it's everyone, right? But at that time, it's not that everyone can use helicopter. And I never listened to any information, I just imagined. Tôi không bao giờ nghe thông tin từ bất kỳ ai mà tôi chỉ bắt tưởng tượng mà thôi. Yeah, and I keep it to Amway. Và tôi luôn luôn từ chối Amway. And I'm so happy if I can bring my friend out of Amway. Và tôi rất là hạnh phúc nếu mà tôi lôi một người bạn nào đó ra khỏi Amway. It's like I said, keep her life. Giống như tôi đang cứu mọi người của mình. Và một ngày thì bạn tôi lại bắt đầu làm Amway. I make fun of him. Và tôi cười bạn. You don't want to be human, you want to be emerald. À, anh cũng muốn trở thành người hả? Anh cũng trở thành emerald hả? So bad, right? Rất là tệ đúng không? Tôi nhập họ. But my friend, this time very good. Nhưng mà lần này thì bạn của tôi thì rất là hay. He already go to center meeting. Anh ta đã đi center học hỏi rồi. So he's stronger. Cho nên là cái đã mạnh mẽ hơn rồi. When I make fun of him, khi tôi cười chào anh ấy, he said, Joyce, you don't know anything, don't talk, it makes you look bad. À, thì anh ta mới nói tôi rằng là, bạn không hiểu cái gì hết, không hiểu gì được cái nói, làm như vậy thì rất là tệ. I said, why you say I don't know anything, I know. À, tôi cứ kẹp, tôi nói ra là, tại sao bạn nói là tôi biết mà. And my friend said, bạn tôi rất là. And I said, mở. Và bạn tôi làm cái thái độ như bạn tôi nói hả? And I just curious. Và tôi cảm thấy tò mò. One day, my online and me, our house is very near. Và một ngày thì bạn tôi với tôi thì nhà gần nhau. And our house is very far from our university. Và nhà chúng tôi thì rất là xa với trường đại học. So we love to go carpool, go to school together. Và chúng tôi thường hay đi chung với nhau để đi học. And that day, it's my friend's turn, so I go with him. Và hiện tại nó thì là tất nhiên là lấy cái xe cho nên là tôi với anh ấy cùng đi chiếc xe. He said, Josh, I know you don't want to do MBA, but I want to listen MBA CD. This is okay. Và tôi anh ta mới hỏi tôi là, Josh, tôi biết là bạn không có thích nghe MBA, không thích làm MBA, nhưng mà tôi thì tôi muốn nghe. Thì bạn có tiền gì không đến mà tôi mở? How can I say right? One is his car. À, mở trong xe cái chuyện thì tôi làm sao bây giờ? Làm sao từ chối? Đầu tiên, thứ nhất là cái xe là tài khoản. The third is on highway at that time. Và thứ hai là nó đang ở trên xa lộ. He may say no. Nếu mà tôi nói không, then I keep out here. Và tôi đá anh ta ra khỏi đây. Oh, hoặc là tôi ra khỏi xe thì mình sẽ rất là tệ đúng không ạ? So I said, oh yes, of course, it's your car, so you listen. Okay. Tôi nói, ok, rồi xe của anh mà anh làm gì thì cứ nghe đi. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể không nghe được? Bởi vì trong chiếc xe mà anh ta mở ra như vậy. No, 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 no,
now it still has something in my ear. Nhưng mà cho dù tôi cố gắng là không có nghe bao nhiêu thì vẫn có một cái thông tin nào đó nó vô vào trong đầu của mình. Oh, this lady graduated from the UCLA is the university that I planned to go to get master. Và cô cái người phụ nữ này là tốt nghiệp một cái trường đại học ở Mỹ và cái trường đó là tôi đang muốn tìm đi học. And she was president for the very very big company. Và cô ấy là một phó chủ tịch của một cái tập đoàn rất là lớn nổi tiếng ở Thái Lan. She should be smarter than me. Và chắc chắn là bà ấy phải thông minh hơn cô rồi. And then you know our school is very far, so I got free trip. Và các chị biết không ạ, bởi vì là từ nhà tới trường quá xa cho nên ngày hôm đó ta nghe tới ba cái gì đi. Jacob is a professor of medical. Why they want to lose their name, their reputation in Amway? Vậy thì tại sao những người như vậy họ lại chịu mất cái danh tiếng của họ, cái tên của họ trong cái sự kinh doanh này? Và đây đó đã thành hiện tượng. Nhưng mà tôi không có cái gì hết đối với bạn của mình. No way, he gonna know that I want to know. Không bao giờ anh ấy được biết rằng là tôi muốn biết gì. After I get a life high school, I want to see Patrik. Patrik, my friends, do Amway, I may earn, I think, do I have something that I don't know about Amway? Và khi mà vừa tới trường thì tôi chạy tới đi tìm Patrik và tôi nói rằng là Patrik ơi, bạn tôi nó lại làm tôi quên rằng nữa thì không biết là có cái gì bảo vệ em quên mà tôi không được biết hay không, tôi không biết hay không. So he told me that okay, I've heard that it's happening group of the lower university called business school. Và trước đó thì Patrik tôi nói rằng là có nghe một cuốn sách của Robert Kiyosaki, một cuốn sách nói về là trường giải thích cho this book is about the network marketing. Và cái sách đó hình như nó nói về cái cảnh khách hàng trực tiếp này và cái tiết kiệm mạng lưới. I'm really like the global skills that he book because I very all his silly and when he talk about the invest in the stock, I also open my stock pot. And when he talk about property, I also have a small apartment for people to rent. But I think it's very slow to create a passive income. Và tôi thì đã cũng có đọc sách qua về ông Robert Kiyosaki và biết về sự đầu tư đó. Và khi mà tôi biết về những cái đầu tư đó thì tôi nghĩ rằng là rất là lâu để tôi có thể có được cái nguồn thu nhập cùng đọc. But I like the idea. Nhưng mà tôi rất là thích ý tưởng của ông. So Patrik, you just read this book. And so you can understand your friend more why they join Amway. Và Patrik nói tôi rằng là hãy đọc cuốn sách đó đi và hãy tìm hiểu có khi là mình sẽ hiểu rõ hơn bạn mình tại sao mà anh ấy làm thôi. And that day I bought the book and I read whole night and I cannot sleep. Và ngày hôm đó thì tôi đã đi mua ngay cuốn sách và tôi không có thể ngủ được, tôi đọc nguyên một đêm luôn, đọc xong cuốn sách đó trong đêm. And talk to myself, oh my god. Và tôi nói là what I'm looking for my entire life. Và cái kinh doanh mà tôi đã chạy trốn, tôi đã bỏ trốn trước bây giờ là chính là cái kinh doanh mà tôi đã muốn tìm kiếm và làm cả đời của mình. This business requires me nothing, only requires me my hard work, my effort, my hiding. Và cái kinh doanh này không đòi hỏi tôi về vốn, không đòi hỏi bất kỳ cái gì ngoài cái sự nỗ lực của tôi, cái sự chăm chỉ của tôi ở trong cái sự kinh doanh đó. And that time I was 21. Và lúc đó thì tôi 21 tuổi. I don't have anything, but I have energy. Lúc đó tôi 21 tuổi, không có gì hết ngoài cái năng lực của mình. I have vision. Và tôi có cái tầm nhìn của mình. And I know this vision is going to be very big. Và tôi biết rằng cái tầm nhìn nó thực sự rất là lớn. So the thing that I only have is the most important thing in Amway. Và cái và tôi biết rằng là cái điều mà tôi muốn có đó là cái điều quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình. Yes. Okay. So I wake up. When I wake up, I call my friend. Và cái nhóm các chị kiến thức dạy những người gọi cho bạn con. His name in Thai is Chicken.
và tên của anh ta tên Thái là con gà, tên gà, 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 Nhưng mà tôi thì không muốn phá vỡ cái kỷ lục của mình. So I call Patrik.
Cho tên tôi gọi là Patrik. Cảm ơn về những gì. Hãy đi đi cho em. Và anh ta là cái người cuối cùng trên đời này mà con nghĩ rằng anh ta sẽ tham gia quần. He's so private, he don't talk with people, he don't know how to talk even with my friends. Anh ta có rất là nội tâm, không thích làm quen với người lạ, thậm chí đi với bạn của con, anh ta còn không có biết chuyện của bạn của con. He's the worst case you can imagine. Anh ta là một cái trường hợp mà tệ nhất, các chị có thể tưởng tượng. Tại mà không thích ai mà vui, mà vui. Là cái người này là không có nốt được có rủ anh ta mà. Yeah. But I also don't think he's gonna come as a want him to know what I'm doing. Và tôi thì không có thực sự là muốn tôi chỉ muốn anh ấy biết được rằng là tôi đang làm cái gì mà không. Yeah, because he's on the way to go to San Francisco for his master degree. Bởi vì anh ấy đang trên đường chuẩn bị đi qua San Francisco để học tiếp sang thạc sĩ. Her boyfriend study in San Francisco is look nice, right? Và có một người bạn trai mà đang chuẩn bị đi học thạc sĩ ở Mỹ thì các chị thấy Every time I listen to a story, sorry. I always cry. Because you know right now, our family is still, my mom and my dad are still with me. Every time Father Day, Mother Day, you know, we together, so I, you know, sometimes feel good. People miss that. Tới ngày của cha hay ngày của mẹ chúng tôi đều vui vẻ cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau, nhưng mà cho thì lại không có bố của mình. So we are here, we are different background. Và chúng tôi đã ở đây với nền tảng của mình. But we are same goal. Nhưng mà là khác cái nền tảng, nhưng mà chúng tôi có chung một cái mục tiêu. We want to be a better people, we want to have a better life, and we want to share our life, we want to fight for our family. Và chúng tôi muốn trở thành trở nên tốt hơn, muốn có cuộc sống tốt hơn, muốn chia sẻ được khác và muốn nỗ lực sống này. Which very nice environment. Which very nice environment. Bởi vì với một cái môi trường rất là tốt. 10 years ago, after Joyce called me. Cách đây 10 năm khi mà Joe gọi điện thoại cho tôi. Before, I don't think about the future. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về tương lai. I just very happy. Tôi là một cá nhân rất là vui vẻ. You know, very happy, but no future. Rất là vui nhưng mà không có tương lai. And very happy. Rất là vui nhưng mà không có tiền. So I don't think about future. Và tôi không nghĩ về tương lai hết. I'm type of artist. I love to compose music. I love to play the song. I love to play the game. I love to party. I love to karaoke. I love everything. But I don't love to work. Tôi là một người rất là thích nghệ sĩ, tôi có thể là sáng tác nhạc, thích đi hát hò, thích karaoke, thích chơi lời chuyên khoản, không thích làm việc. I growing up with a bit, and I have slide. Có thể cho tôi slide. I growing up with a different background, different lifestyle, and different quality of life, two different. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà có hai cái kinh doanh và hai cái nền tảng, hai cái quan điểm sống khác nhau. Monday to Friday, I go out with my mom's side, which have a huge factory in San Diego, export around the world. Từ thứ hai tới thứ sáu thì tôi sống với lại phía bên mẹ của mình, với ông bà của mình, và bên nhà ngoại tôi thì có một cái nhà máy rất là lớn sản xuất mì và đi xuất khẩu. It's my mom, my grandfather, and also my uncle. Đó là mẹ của tôi, ông ngoại và cậu. I go out with this factory when I was young. Và tôi lớn lên cùng với cái nhà máy này khi mà tôi nghèo nhỏ. My dad graduated from US, worked for a government in Bangkok. We are staying in a government with my mom. Và bố tôi thì tốt nghiệp đại học ở Mỹ và làm việc cho chính phủ và làm việc ở Bangkok, nhưng mà chúng tôi thì sống với mẹ ở tỉnh. So Monday to Friday, I go out with, you know,
business life. Và từ thứ hai tới thứ sáu thì tôi sống trong cái phong cách của một cái người đang kinh doanh. So the traditional business concept and the traditional business lifestyle. Và sống cái cuộc sống và cái gia đình là kinh doanh, cái suy nghĩ của những người kinh doanh. I always listen for the word fighting. Và tôi luôn nghe cái từ là phải nỗ lực, phải chăm chỉ. Borrow the money from the bank. Phải vay tiền ngân hàng. And actually fight. Chiến đấu, nỗ lực. Work. Làm. A lot of money. Rất là nhiều tiền. But no time actually. Nhưng mà không có thời gian chắc chắn. You have a lot of money, a lot of responsibility, a lot of invest. That way. Luôn có rất là nhiều tiền, rất là nhiều những cái trách nhiệm và rất là nhiều những sự đầu tư. And suddenly on Sunday, it's living by that. Và từ thứ bảy cho tới chủ nhật thì sống với bố của con. Work for all men. Và với tôi là việc cho chính phủ. So different concept. Và với một cái quan điểm rất là khác biệt. Two words. Hai từ thôi. First one. Từ đầu tiên. Study hard. Học giỏi cho con. Second one. Từ thứ hai. Saving. Save the money. Tiết kiệm tiền. So you know, many of us, I am so confused. Monday, Friday, five years for all the money from the bank. Saturday, study hard and saving. Tức là tôi sống trong một cái gia đình mà từ thứ hai đến thứ sáu lúc nào cũng là tiền, cũng nỗ lực, cũng làm việc và vay vốn đầu tư, còn thứ từ thứ bảy với chủ nhật là học giỏi và tiết kiệm tiền. Yes, so I can do. Và tôi cảm thấy mình bị bối rối. So I do nothing. Và tôi không làm gì hết luôn. This one when I was 18, Patrik. Đây là cái vấn đề lớn con người ta tự. Patrik is power. À, Patrik còn coi. Very happy. Rất là hạnh phúc. No future. Không có tương lai. I don't think about future anymore. I just think, you know, I want to play, I want to be happy, I want to have a nice car. No plan. Và tôi chỉ muốn vui vẻ, muốn có một chiếc xe hơi tốt và chỉ muốn chơi thôi. Không có gì hết, không suy nghĩ về tương lai. And what happened in that day? Và chuyện gì xảy ra vào ngày đó? John invited me to see the opportunity. À, John mời tôi tới nghe một cơ hội kinh doanh. In that room, you know, very small people, just maybe 4 people or 5 people. Trong cái phòng tôi đi ngày hôm đó, small. Cái phòng rất là nhỏ, chỉ có khoảng chừng 5 số người vậy đó. Not very good environment like this, no. Không phải là một cái môi trường mà đẹp, sang trọng và lớn giống như thế này. No projector, no MacBook, no everything. Không có projector, không có máy vi tính, MacBook, không có cái gì hết. Just like. Chỉ có mở cái slide. And the lady who present the business. Và cái cô gái mà chia sẻ cho một cái. She graduated from the best university in Thailand. Và cô ấy là một cái người mà tốt nghiệp ở trường đại học tốt nhất ở Thailand. So I just curious why this lady, you know, actually good education. I have ever loved to study, you know, so I don't have very good, you know, very good grade. But also, I just think why it went away. Và cái cô đó thì, và tôi thắc mắc là tò mò là tại sao cái cô này học giỏi như vậy đến nỗi phải cô thì lại không thích học. And then she vừa đủ thôi. Tại sao cái người có trình độ như vậy lại đi làm thôi? And she don't talk so many things. What is that? Oh, và cô ấy thì nói rất là nhiều về cái kinh doanh, về sản phẩm, rất là nhiều thứ. I just cannot listen to anything, but only one sentence that catch my attention. Tôi không có thể nghe cái gì hết, nhưng mà chỉ có một câu nói thôi mà làm cho tôi giật mình. She just said, you know, a lot of people, they study hard, work hard, and spend time in hospital and die. Và cô ấy nói là, mọi người có biết không? Tức là có rất là nhiều người học hành chăm chỉ, ra đời, nỗ lực, làm việc, và cuối cùng là nằm trong bệnh viện 5 năm và chết. And just love quietly. They say. They say in this business, you work hard 5 years, 10 years, and after that you can do anything that you want. Và sau đó quay lớn, các chị có biết không là ở trong kinh doanh này, mình chỉ nỗ lực từ 5 năm tới 10 năm, khi mình xây dựng xong sự nghiệp của mình là mình có thể nghỉ hưu, mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. And just say, really? Và tôi mới hỏi tiền hả? Really? Tiền hả? Have this healthy? Có. Kiểu kinh doanh kiểu này có cái loại hình kinh doanh kiểu này ở trên đời hả? So I just ask them, okay, please, don't talk, And they just say, and you know, sometimes people listen for the opportunity. They listen, but they didn't hear. Tức là các chị ạ, đôi khi có một số người người ta nghe cơ hội kinh doanh, tức là người ta ở đó, cũng nghe đó, nhưng mà không có hiểu, không có lòng vào lỗ tai.
Let's see them. And then. You don't have to work for all fun for your life. And then. You can take care of my mom. Well, you can take care of your mom very easy and faster. And then. Và khi bà nghe con nói rằng bà có thể chăm sóc cho bố mẹ của mình rất là dễ dàng và nhanh chóng thì bà con nói đó nó từ bên này mà như vậy. You can have nice house, nice car, and then. Và nói rằng bà có thể có được cái nhà đẹp và xe đẹp thì con nói đó từ bên này mà như vậy thôi. But for me, really lucky, and then. Nhưng mà con rất là may mắn, có thì ngày hôm đó. Yes, and then. Have to be in your heart. Not only in your brain. Không chỉ ở trong não của mình đâu. If in your brain, when you see obstacles, you will lose focus. Bởi vì nếu như mà chỉ ở trong đầu mình thôi, thì khi mình gặp vấn đề gặp khó khăn, mình sẽ quên, mình không tập trung nữa. At that night, you know, because this leader, right? Bởi vì ngày hôm nay các chị là những người lãnh đạo đúng không ạ? Are you leader? So I want to share with you why this, how we start business and the why concept. Tôi muốn chia sẻ với các chị rằng là chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh như thế nào và cái quan điểm đúng là gì. Why concept and why attitude very important in this business. Quan điểm đúng và thái độ đúng điều này rất là quan trọng. When I start. Khi tôi bắt đầu. I just really touching about, you know, the freedom of every life side. Tôi chỉ được và tức là tôi chỉ thích và cảm nhận được là có rất cái sự tự do ở trong quay mà thôi. You know, this is one of my favorite picture. Và đây là một trong những bức hình mà tôi rất là thích. We do need Alaska. Chúng tôi chụp ở Alaska. This is another one, is in Santorini. Và đây là một cái tấm hình mà tôi chụp ở đảo Santorini. At that time we took this picture we already EDC and also probably like a very strong business. Và lúc mà chúng tôi chụp tấm hình này thì chúng tôi đã là EDC và founder diamond. Chúng tôi chụp là có một hình mẫu rất là bình thường. We are very happy. Chúng tôi rất là hạnh phúc, rất là vui. And this feeling is really important for me. Và cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó thực sự rất là quan trọng đối với tôi. I don't know why I have this kind of passion, but I don't want to worry. Tôi không biết là tại sao tôi có cái niềm đam mê đó, nhưng mà thực sự tôi không muốn phải lo lắng. At that time, you know, I just step up and just do like this. Và lúc đó cái cảm giác của tôi là khi tôi bước ra đứng về phía sau. But you know, nhưng cái gì biết a lot of people work hard. Có rất là nhiều người họ nỗ lực làm việc chăm chỉ. They have a lot of money. Họ có rất là nhiều tiền. You can buy house. Bạn có thể mua nhà. But you cannot buy home. Nhưng không thể mua được gia đình. You can buy really expensive watch. Có thể mua rất một cái đồng hồ rất là mắc tiền. But you cannot buy time for your family. Nhưng mà không thể nào mua được thời gian cho gia đình của mình. You can buy really expensive bed. Bạn có thể mua được những cái giường rất là đẹp, rất là mắc tiền sang trọng. But you cannot buy sleep tight. Nhưng mà mình không thể nào mua được cái hiệp của sao. You can buy very expensive medicine, pay for a very, very good doctor. Bạn có thể mua một chiếc xe rất là tốt, thuốc rất là mắc tiền hoặc là trả tiền rất là mắc nhiều cái bác sĩ. But you cannot buy good health. Nhưng mà mình không thể nào mua được sức khỏe. This correlation of success. Đây chính là cái giá trị của sự thành công. It's not very easy to see. Nó không dễ dàng để mà có thể nhìn. You know, some of my friends and also success people, they, you know, they got more position. This. Các chị biết không? Bởi vì có rất là nhiều người bạn của tôi họ có sự thành công thành đạt, họ được đề cao ở trong những cái vị trí của họ. Nhưng mà khi họ thở, business có nghĩa là thở dài các chị. You know, you have more business good. Có rất là nhiều người họ có cái kinh doanh và đang phát triển rất là tốt, nhưng họ cũng thở dài. Business bad. Kinh doanh mà tệ thì người ta cũng thở dài. Tôi ghét cái cảm giác thở dài. I don't believe in this. Tôi không thể chịu được nổi cái cảm giác thở dài. I love to play. Tôi thích tha chơi. Happy. Nó vui. So I after I feel this business can give me this kind of feeling, you know, no worries. Everybody just kind of happy.
something, they want to be happy. Chỉ muốn giải hạnh phúc mà thôi. I don't want money, I just want happy. Tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn tìm hạnh phúc, vui vẻ. I feel this. Và tôi cảm thấy như thế này. So that's why I cannot sleep. Và đó là lý do tại sao mà tôi không thể ngủ. I just always... Quay qua quay lại, quay đúng đó. Yeah, and then, so I decide to find in this business. Và tôi đã quyết định là chiến thắng nỗ lực trong cái sự kiện kinh doanh này. And you know, I'm the kind of, you know, like a very fancy, very aggressive. Và các chị ông tôi là một cái người mà rất là năng động, người giống như là rất là năng động, nỗ lực làm việc. Even want to fight for one way ticket, I will put my effort. Khi mà tôi đã tìm hết cơ hội của mình, I never had a problem. I never had a problem, I will focus my goal. Tôi không quan trọng, không quan tâm đến những cái vấn đề, tôi chỉ tập trung vào mục tiêu của mình mà thôi. I don't care what people think. Tôi không quan trọng là không quan tâm người ta nghĩ cái gì. I just care my future. Tôi chỉ quan tâm đến cái tương lai của mình. My family. Gia đình của tôi. The one who care me. Những người mà họ đang yêu thương chăm sóc cho tôi. The one who with us. Những người mà họ đang giúp đỡ của tôi. Some people they can do. It's up to them. Còn với người khác thì tùy thuộc vào họ. So after I understand this business. Và sau khi tôi hiểu rõ về kinh doanh quay. We are, you know, very aggressive. Và tôi thực sự rất là nỗ lực. So I decide to go back to, you know, have my hand job. Và sau đó thì tôi đã. Because no money. Tôi. I cannot do full time because I have no money. I have to have my hand job. Tức là tôi ban ngày mà phải đi làm việc và để kiếm tiền, tôi đi lúc trong là tôi sẽ không có tiền. But you know, as you work and find something, you know, this is the future. This is the only way that I can have happiness. Và cho dù là tôi có đi làm và làm cái quá thời gian chúng nó cảm giác thứ nào cũng vui. Và giống như là tôi đã tìm ra một cái gì đó nó có hy vọng làm cho tôi cảm thấy vui vẻ. Giống như là đã tìm được cái tương lai tươi sáng của mình. But no freelance, you have to fight. Nhưng mà không phải là chỉ là vui như vậy thôi các chị, mà là phải nỗ lực thực sự, phải chiến thắng thực sự. So we are the first month I'm 3%. Và tháng đầu tiên thì tôi 3%. I buy product to use. Tôi mua sản phẩm xài thôi. And after I use the product. Và sau khi tôi sử dụng sản phẩm. Wow, I feel, you know, the protein powder, a lot of protein powder. Và tôi cảm thấy là tôi sử dụng sản phẩm. After I tried it, I really like. Và sau đó tôi cũng tôi chỉ like. Wow, amazing. Và tôi cần. Even I'm gentleman, the man, you know, actually don't care anything. Actually, before I know what soap, I use whole body. Và các chị cho dù tôi là chúng ta, trước đây tôi không quan tâm gì hết. Một cục sản phẩm tôi đưa xài từ đầu tới chân. But I still think, oh, you know, the marketing plan is possible because the product is so good. Và khi mà tôi hiểu ra, ông trời, kế hoạch kinh doanh nó tuyệt vời quá, cả sản phẩm thì tuyệt vời. It's listenable. Và nó thực sự là có thể và nó giá trị. Of course, not everybody will buy. Và nó hợp lý nữa thì rõ ràng, chắc chắn là ai cũng muốn muốn rằng. But someone will buy, of course. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều mua, mà những tuy nhiên là sẽ có những người được mua, đúng không ạ? Not everybody will join. Không phải tất cả mọi người đều sẽ tham gia với mình. But someone will join, of course. Nhưng mà tất nhiên là sẽ có một số người sẽ cùng tham gia với mình, đúng không ạ? I have much more excited because I can control my future. Và tôi cảm thấy rất là hào hứng bởi vì tôi cảm thấy là mình đã kiểm soát được tương lai của mình. And the second one, you know, at that time, a lot of people, they go silver producer. Và tháng thứ hai thì tôi đã nhập rất là nhiều người, họ đạt được 21%. I just joined 3%. Và tôi thì mới tham gia với chúng 3%. So join upline, join camp. Và tiếp trên của Joy và gái của ông. Go silver producer. Và anh ấy thì đạt được 21%. So I just think, if you can do it, I can do it. Và khi tôi thấy anh ấy được làm như vậy, tôi nói, nếu anh làm được thì tôi cũng làm được. So I can put my effort in my second month. Tôi nỗ lực hơn nữa vào trong tháng thứ hai. So my second month, I have a leg brain out and I'm silver producer. Và tháng thứ hai tôi có một nhánh tắt 21% vào tháng đó. The third month. Tháng thứ ba. I have another leg break out and balance ruby volume. Tôi có thêm một nhánh nữa cắt ra và doanh số còn lại là ruby. Quên đi các chị, nó all day all night. Rất là nỗ lực các chị, qua ngày, tháng ngày, tháng ngày, tháng ngày, tháng ngày. And qua tháng thứ ba thì tôi đã thành công producer. And I quit my job. Và tôi từ bỏ công việc của mình. And then during month become emerald. Và trong vòng 11 tháng tôi đã thành emerald. Yeah. Và trong 111 tháng tôi đã thành diamond. Three years, 11 months, become EDC. Và 3 năm
11 tháng trở thành EDC. This strong foundation and powder diamond. Với một cái nền tảng rất là chắc với vị trí là powder diamond. The foundation is very important. Và cái nền tảng nó cực kỳ quan trọng các chị. It no matter what, how fast or how slow. Và cho dù là mình làm chậm hay là nhanh bao nhiêu. Because it's long term business. Không quan trọng, bởi vì đây là cái sự nghiệp kinh doanh lâu dài. We are very fast, but we are also very slow. À, chúng tôi làm rất là nhanh nhưng đồng thời chúng tôi cũng làm rất là bền vững. Strong and solid business is very important because it's business. Một sự nghiệp kinh doanh bền vững chắc chắn điều này rất là quan trọng các chị. Phải làm vững vàng. And we need freedom from this business, security. Và chúng ta cần muốn cái sự tự do, đúng không? Muốn sự đảm bảo. We have to put a lot of effort. Cho nên cần phải nỗ lực, phải tập trung đầu tư rất là nhiều công sức. We have to work so hard. Cần phải làm việc nỗ lực chăm chỉ. It works. Và nó xứng đáng các chị. If you want to success very fast. Và nếu như mình muốn thành công nhanh. Put more effort. Thì nỗ lực nhiều hơn nữa. Làm nhiều hơn nhiều. Hãy nỗ lực nhiều hơn, bỏ thời gian của mình nhiều hơn. Put more focus. À, tập trung nhiều hơn nữa. And the determination of success is very important. Và cái sự hạ quyết tâm để thành công trong sự nghiệp kinh doanh này rất là quan trọng. You have to focus on your goal. Mình phải tập trung vào cái mục tiêu của mình. Not the problem. Không phải tập trung vào vấn đề. Likewise though, if everybody do like this and see Patrik. Everybody, just do like this. À, bây giờ các chị hãy thử làm một cái ví dụ. Các chị đưa tay lên như thế này và nhìn Patrik. And see my face. Đưa cái ngón tay này lên trước mặt mình và nhìn Patrik. You see through the your finger, you see my face. Các chị hãy nhìn xuyên qua ngón tay của mình và nhìn thấy tôi không ạ? So now my face is very clear, right? Và cái có phải là bây giờ gương mặt của tôi rất là rõ không các chị? Because you forgot your goal. Bởi vì các chị đã quên cái mục tiêu của mình. And right now you stand. Và bây giờ các chị quên, bây giờ các chị thay đổi. You forget your finger. Và các chị đã quên đi cái ngón tay của mình rồi. You cannot see nothing. Nếu mà các chị tập trung vào ngón tay của mình thì các chị sẽ không thấy có thiết nữa. So always forget your goal. Cho nên đây là mục tiêu. Các chị sẽ tập trung vào mục tiêu của mình. You cannot see that. Mục tiêu nó nằm ở đó. Nếu chiến yêu cầu. Đừng bao giờ thay đổi mục tiêu của mình. More success, more problem. Càng nhiều thành công thì càng nhiều vấn đề. Don't worry. Không có gì phải lo hết. No fear. Không có. But em ơi. À, nhưng mà với em ơi. It's very happy for them. Là những cái vấn đề mà rất là vui vẻ. If you have good attitude. Nếu mà các chị là những người có thái độ tốt. Let's get people. À, luôn luôn tôn trọng người khác. It's not a problem. Thì không bao giờ có gì là vấn đề hết. It's nature of the business. Đây chính là cái tự nhiên của kinh doanh mà. Someone say no. Có người đồng ý từ chối. Smile. Hãy cười đi. Today say no, tomorrow say yes. And hôm nay attitude is the most important in this business. Thái độ là một cái điều quan trọng nhất ở trong cái sự nghiệp kinh doanh này. Right now, low PV. If you have low PV, nếu mà các chị không có PV, but good attitude. Nhưng mà các chị có một cái PV cao, thì PV nó sẽ tăng. And right now, if you have a lot of PV, nhưng mà ngày hôm nay, ngay bây giờ các chị có PV nhiều, but bad attitude. Nhưng mà thái độ thì không tốt, thì chắc chắn một cái đó rất hơn. I enjoy very happy. We are so lucky. Và tôi và Joy thì là người rất là may mắn. We have very good attitude. Chúng tôi là những người có thái độ cực kỳ tốt. You know, to be honest. Thực sự mà nói. In every way. Ở trong em ơi. For us. Đối với chúng tôi. Very easy. Rất là dễ dàng. No problem. Không có vấn đề gì cả. So easy. That's fine. Ah, nếu có gì không biết làm, làm thì không sao. Đó là tương lai của anh. I'm still here. Tôi còn ở đây. I want to help you. Tôi chỉ muốn giúp anh thôi. I can wait for you. Tôi có thể chờ anh được. But I can go through the next step, right? Nhưng mà tôi sẽ tiếp tục đi với những cái người khác, đúng không ạ? Don't leave anyone, but don't focus on one people. Đừng có bỏ bất kỳ ai nhưng mà cũng không tập trung vào việc một người. You respect their dream. You have to respect your dream too. À, các chị tôn trọng ước mơ của họ thì các chị cũng phải tôn trọng ước mơ của mình. I really respect people and respect my dream. Và tôi cũng rất là tôn trọng người khác nhưng đồng thời tôi cũng rất là tôn trọng ước mơ của mình. You can think different. I also can think different. Anh có thể người khác thì tôi cũng phải. Tôi cũng có thể người khác. You are right. I'm all right. Bạn đúng nhưng mà tôi cũng đúng. Your future. Tương lai của bạn, nhưng mà đây cũng không phải là tương lai của tôi. No one wrong. Không ai sai hết. You are right because you see from your side. À, anh đúng bởi vì anh nhìn từ cái mắt cạnh của anh. I also right because tôi cũng đúng bởi vì đó là tương lai của tôi.
respect is very important. Nên tôn trọng người khác là một điều rất là quan trọng. And also build this and build more. Và xây dựng kinh doanh của mình với một cái đạo đức. This strong for business. Đây là kinh doanh bền lâu dài. Not only one year, two years. Một năm hay hai năm. One family, build family. Một gia đình lớn. It's long term business. Là một cái sự nghiệp kinh doanh mà rất là lâu dài. Not only your generation, không chỉ cho đời generation, mà còn là cho đời con đời cháu của mình sau này. And we philosophy still here. Và cái lý niệm về kinh doanh quay nó còn đó. Still continue to grow. Luôn luôn còn tiếp tục phát triển. So the fundamental of concept of success is very important. Cho nên những cái công việc chính ở trong quay rất là quan trọng. So that's why, you know, after we love business and we have so many passion, so after that we you know, try to give a lot of opportunities to a lot of people because we believe have a lot of people in this world need this opportunity, same as us. Và cũng vì suy nghĩ như vậy nên chúng tôi đã nỗ lực đi chia sẻ cho cơ hội kinh doanh cho tất cả mọi người, làm rất là nhiều, bởi vì tôi tin rằng là trên thế giới này có rất là nhiều người họ cần cơ hội, họ muốn có được cái cơ hội và thay đổi sống giống như chúng tôi. So we start business outside country. Và do đó lý do là chúng tôi đã phát triển kinh doanh ra khỏi Thái Lan. In Philippines, we also use Joe and Joyce Joe. Và ở Philippines, chúng tôi cũng làm 11 tháng trên Emerald. Because you know, you have right concept and work so hard, it's them. Because you can do it and you can do it again. Có nghĩa là nếu các chị có một cái quan điểm thái độ đúng và nỗ lực chăm chỉ, thì các chị cũng sẽ làm ra kết quả giống như vậy thôi. And after 50 years in the city, Joyce wants to, you know, develop the US market, North America. Và sau cái lễ kỷ niệm 55 ngày thành lập cái quay ở Mỹ thì Joe đã quyết định là tham gia phát triển kinh doanh. Because you know, she bring her mom to travel and just see a lot of Asian people who so hard, people do not push one to help. Và bởi vì thực sự là vợ tôi đã đi cùng với mẹ đi qua thời du lịch và đã gặp rất là nhiều những người châu Á, những người Thái chúng tôi, họ làm việc nỗ lực cho nó rất là cực khổ. She told và cô ấy cũng đem cái cơ hội này cho những người đó. She told me she need to she told me, you know, a lot of people need help, và cô ấy có nói với tôi rằng là có rất là nhiều người bên kia họ cần sự giúp đỡ. So in my mind, you know, Joyce, you know, very tough lady, worked so hard for a long time. I just in my mind, just join the team, just go to the US, just enjoy your life. Và cô ấy nói rằng là có nhiều người cần giúp đỡ thì muốn qua bên kia để phát triển. Và tôi nói với cô trong tim thì tôi coi Joyce là một cái người phụ nữ rất là mạnh mẽ, có thể nỗ lực làm việc một mình trong thời gian dài. Nên tôi nói rằng là cô ấy quyết định tôi đi. But Joyce want to prove to all of our mind that we can do it again. Và Joy muốn chứng minh cho lý dưới của mình thấy rằng là chúng tôi có thể làm lại một lần nữa. So before she go, she announced to our line, I will use 2 years again to be diamond in North America. Và cô ấy đã tuyên bố với lý dưới của chúng tôi rằng là trong vòng 2 năm chúng tôi sẽ là diamond ở Mỹ. And you know she's a nice boss. Người ngạc nhiên trong năm đầu tiên đã là platinum và ruby. At that time I'm busy, you know, with my partner, so but you know I have enough time to go to help Joyce, support Joyce. Và lúc đó thì tôi đang nỗ lực làm việc ở đây để mà lên platinum. Nhưng mà sau đó thì tôi cũng đã sắp xếp thời gian để qua Mỹ hỗ trợ cho Joyce. And now, in the second year, we going by sapphire, powder sapphire, emerald, powder emerald, and diamond in the same year. Và trong vòng 100 sau đó khi mà tôi cùng với Joyce qua bên đó làm việc, thì sau 100 chúng tôi đã đạt fast, so that means you have to double your work. Cho nên là mình phải làm việc gấp đôi, nỗ lực gấp đôi. Work. Tức là làm. Chỉ có nỗ lực mà thôi. Chỉ có thái độ ra thì đúng là thôi. You know, even if you can do it. Các chị biết mà, nếu các chị nghĩ các chị có thể làm được, you can do it. Thì chắc chắn mình có thể làm được. Even if you cannot. Nếu quý vị nghĩ rằng là mình không thể, thì mình không thể. I am very lucky. We are tôi rất là may mắn. Chúng tôi. We are waiting. If you can do it, why not me? I also can do it. Nếu tôi chỉ luôn luôn hỏi một câu, tại sao anh làm được, tại sao tôi không? Nếu anh làm được thì nhất định tôi phải làm được.
kỳ quan trọng. You know, for long term, because I made long term, they need momentum. À, cho nên là cái kinh doanh này mình cần một cái sự phát triển lâu dài đúng không? Cho nên nó cần có cái sự liên tục. A lot of people ask us, they don't understand us. Có rất là nhiều người họ hỏi tôi mà không hiểu. This is like, Patrik, how can you do this? How can you advise for men? How can you do this? You know? Và có rất là nhiều người hỏi tôi, là ơi, Patrik, là sao mà có thể làm được vậy? Làm sao mà ra được thành tích như vậy? Right now we are proud in Thailand on the way to be proud of sir. Và bây giờ chúng tôi đã là nhà phân phối Crown ở Thái và trong năm nay sẽ là Crown President. Diamond in North America on the way to be the gold diamond. Và tôi hiện nay là chúng tôi là đất diamond ở thị trường Hoa Kỳ nhưng đang trên đường trở thành đất gold diamond. Paula Emerald in Philippines. Và Paula Emerald ở Philippines. Paula Platinum and Ruby on the way to Emerald Diamond in Australia and New Zealand. Và Paula Platinum và Ruby ở Úc, in và New Zealand khi mà đang trên đường trở thành Emerald và Diamond trong năm. And this year will be new Platinum in UK and on the way to be Emerald and Diamond of course. Và trong năm nay chúng tôi đang là Platinum ở thị trường Anh và đang được tự trên đường trở thành and we still have a lot of countries going up. Và chúng tôi đang có rất là nhiều thị trường khác đang phát triển, đang phát triển. All business in the world. Tất cả mọi kinh doanh, mọi thị trường đang phát triển trên toàn cầu. Because we have super focus. Focus. Super focus. Vì sao ạ? Có thể là một cái mình phải tập trung, không chỉ tập trung mà là phải là super tập trung luôn. They work hard. Có một số người, rất là nhiều người cứ đi làm việc và nói rằng mình chăm chỉ, cứ suốt ngày nói là tôi đang chăm chỉ. You know, so I'm working hard, I'm so successful. Và có nhiều người nói là tôi đang rất là chăm chỉ, nỗ lực chăm chỉ, tại sao tôi không thành công? But actually, you have to work hard. Thật sự là tôi đang chăm chỉ, đó là một người. Yes. Là phải là như vậy. So you know, I already focus. Và tôi đã thực sự là tập trung. But actually, you have to focus. Nhưng mà mình phải thực sự là tập trung các chị ạ. It's different. Nó khác biệt. It's same, but different. Nó giống nhau nhưng mà nó thực sự khác biệt. You know, right now I'm still running a lot of business about the world. No time to pay. Bây giờ đang đúng này chúng tôi còn đang vận hành cái kinh doanh đang nên rất là nhiều thị trường khác nên. We qualify. Không có thời gian để chơi. We qualify 13 trip a year for my week. Chúng tôi một năm nó có thể đi du lịch cùng với 13 chuyến du lịch miễn phí. So busy. Và các chị, bởi vì chúng tôi còn đang nỗ lực trên kênh quay, nhưng đôi khi chúng tôi còn nghĩ đến cái quay quay nữa. So right now you have to work so hard. Cho nên các chị phải thực sự nỗ lực chăm chỉ làm việc. Because in the future you have more time to work. Bởi vì chắc chắn trong tương lai các chị sẽ không có thời gian để mà làm đâu. Really happy. Bởi vì nó là hạnh phúc, nó là vui vẻ rồi. Really happy. Tôi muốn chia sẻ với chị về sự liên tục. This is very important. Sự kiên trì làm liên tục. Because we just ordinary people, we're very crazy, very focused, very work hard. Bởi vì chúng tôi là những người bình thường và mình đang cũng rất là nỗ lực, rất là chăm chỉ, tập trung làm việc. You know, if you work so hard, you can be great. Nếu như mà mình làm thật sự là nhiều, thật sự là tâm lực, thì anh chị sẽ làm rất là nhiều nó như thế này. Nhưng mà nếu mà cái thái độ nhìn cái sự việc đó sai lầm thì đó chính là vấn đề lớn. Wrong attitude makes small problem to be big.
và một cái thái độ sai này thì vấn đề nhỏ thôi nhưng mà nó lại thành lớn. Wrong attitudes make big to this world. Còn thái độ mà đúng thì cái vấn đề lớn sẽ còn nhỏ lại. And it wrong to make positive to be negative. Và tức là luôn luôn trở thành make wrong attitude make positive to be negative. Còn cái người mà thái độ sai thì làm từ lạc quan sẽ thành điều tiêu cực. Attitude is everything. Cho nên cái thái độ nó quyết định tất cả mọi điều. And we already have a very good partner. And we have a very good partner. Và chúng ta thực sự đã có một cái đối tác rất là tuyệt vời là em quay đúng không các chị? Em quay như thế nào? Em quay đã cung cấp tất cả mọi thứ hỗ trợ tất cả mọi thứ. We have a great partner. Yes, partner. Và chúng ta đã có một cái đối tác thực sự là tốt. And we want us to see us. Và luôn luôn hỗ trợ chúng ta để thành công. Want us to grow. Want us to grow. À, em quay muốn chúng ta phát triển. So we have also Amway Company, Amway Vietnam. Right now, the last 4 years, we just enjoy travel around the world. Right now, we have no house. We have no car. À, các chị đã biết 4 năm qua là chúng tôi đã đi vòng quanh thế giới. Chúng tôi cũng có nhà và cũng có hàng. We just stay in the hotel. Chúng tôi chỉ ở khách sạn mà thôi. For 4 years. 4 năm rồi. Around the world. Vòng quanh thế giới. Building business. Và xây dựng từ cái kinh doanh. Help people. Giúp đỡ người khác. Enjoy culture. Và thưởng thức cái phong và văn hóa của họ. If you want to change your life, nếu cái gì cũng thay đổi, I help you, I support you, I train you, I concept, I give you everything. Và tôi có thể chia sẻ các chị, hỗ trợ các chị và chia sẻ các chị những cái gì đúng tất cả mọi thứ. But if you don't want to fight, that's why I don't teach you. Và nếu các chị không thích không sao, tôi chỉ đi tới đi khắp nơi và chụp hình thôi. We're happy. Rất là vui. So you know, this is Sydney, this is Phuket. Và đây là ở Phuket. The swimming pool is in your room. Và cái hồ bơi nó nằm ở trong nhà của mình, trong phòng của mình. Not hotel swimming pool, your room. Nó không phải là cái hồ bơi của khách sạn mà là hồ bơi của phòng mình. It's really, you know, very good life. Và cuộc sống rất là tuyệt vời. This is all apartment in Los Angeles. Và đây là cái căn hộ của chúng tôi ở Los Angeles. You can see the guitar. I come back to play my music. Các chị có thấy cái guitar của tôi không? Và cái khách sạn này nó rất là nổi tiếng về cái màn biểu diễn nhạc nước các chị. If you want to see the show, you have to go to the queue. Nếu mà mình muốn mà xem nhạc nước đó thì mình phải tới cái trước khách sạn đó và đứng và xem. Anyway, for a while, really, really nice room. You can see the show. Nhưng mà đi với chị quay thì các chị có thể ở trong cái phòng rất là tuyệt vời và từ cái phòng đó mình có thể nhìn xuống dưới cả đây. This is so called good life. Tôi bị kinh doanh tốt tiên các em lại được sống tốt. I need good life. Nhưng mà tôi thì cần được sống tốt. So I focus. Cho nên tôi tập trung. So I can have good life. Cho nên cuối cùng thì tôi đã thoát. We see a lot of celebrity. We have casting and talk of, you know, and sit dinner with a lot of celebrity. Và chúng tôi đã tham dự và đã được gặp gỡ tham dự những cái buổi lễ rất là quan trọng. This Miss America 2011. Và đây là Hoa hậu Mỹ năm 2011. When we go to stay in the Rich Palace Hotel in Hawaii. Và khi mà chúng tôi đi qua Mỹ và ở trong cái khách sạn rất là đẹp ở Hawaii. Your top class hotel. Là một trong những cái khách sạn mà đẹp nhất. This is the view from our room. Và đây là cái view từ cái phòng của chúng tôi ở. And you know, this Miss America 2012. Và đây là Hoa hậu Mỹ năm 2012. Third honor. The very very popular quarterback in NFL. The American football. Và đây là một cầu thủ Mỹ nổi tiếng. This is America. So we can go back to be a kid. Right now we can go back to be a kid. We go to every Disneyland. Và lúc này chúng tôi đã trở thành, quay lại trở thành cái thời tuổi thơ của mình. Có thể đi Disneyland. We enjoy to build a business around the world and also enjoy culture and travel. Chúng tôi rất là vui thích trong cái việc đi vòng quanh thế giới vừa để phát triển kinh doanh và vừa thưởng thức cái văn hóa ở đó. Ở Miami. Florida. Florida. New York. New York. And I want to show you. Và một cái mà tôi muốn chia sẻ với các chị. We come from
humble. Chúng tôi đến từ một cái nền tảng rất là khiêm tốn. Not after sign up, proud. No. Không phải sau khi mà đăng ký rồi trở thành proud. It's my first car. Đây là cái xe hơi đầu tiên của tôi. We use this car to build diamond. Chúng tôi sẽ dùng chiếc xe này để xây dựng diamond. Can see a very terrible car just for learning. Cái xe rất là tệ hại. Just build it more. Nó chỉ là tốt hơn đi bộ mà thôi. I don't like this car. Tôi không thích chiếc xe này. You know, everybody we don't have a nice car. Và tất cả các anh chàng ra đều muốn mình có được chiếc xe hơi đẹp đúng không ạ? But I have this car. Khi mà tôi có chiếc xe này. But good attitude. Nhưng mà với thái độ tuyệt vời. One day. Một ngày nào đó. I will change my life. Tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình. I will love it. It's hot. You know, sometimes air condition is problem. Và tôi không thích chiếc xe này. Nó nóng. Đôi khi nó lại bị hư. The heat problem. Và cứ khi mà cái máy nóng nó bị hư. You know, when anh phải ôm người khai, phải đúng start, right? Và lúc đi chiều, tớ bước trong xe tôi muốn khởi động máy. Hello, problem become any more later. Tức là có nhiều vấn đề nó xuất hiện trên cái màn hình của cái xe, nó có cái màn hình đó. You know, if this guy your life. Nếu mà cái xe này là cuộc đời của mình. You have a lot of problem. Thì mình có rất là nhiều vấn đề đúng không các chị? You can have two ways. Mình chỉ có hai sự lựa chọn. First. Một. Try to fix it. Tốt cách để sửa nó. Try to fix it. Tốt cách đi sửa chiếc xe này. Second one. Và cái thứ hai. Build more success. Là hãy xây dựng thành công nhiều hơn để mua một chiếc xe mới. Và sau khi đạt trở thành diamond, tôi đã chúng tôi đã mua một chiếc xe mới. It's not really good car, but we buy by all no Thailand. Nó không phải là một cái xe mà tôi đi lắm, nhưng mà nó bằng cái tập tiền mà chính chúng tôi kiếm được. After EDC, we can have no sport car. Và sau khi trở thành EDC thì chúng tôi có được chiếc xe thể thao. This is not like a 6 year old. Và chiếc xe này có vẻ là 6 năm rồi trước. And right now, our lifestyle, well, I can show you that. Our lifestyle, over the moon. Thì cuộc sống của chúng tôi cũng luôn đưa ra cho các chị ạ. When my friends see my lifestyle. Còn khi bạn chúng tôi thấy được cái cuộc sống của chúng tôi. They told me, you know, you look like Chevron. À, cả cái sống nhìn cả cái khi là Chevron. You can do anything. Có thể làm tất cả mọi điều. I will take care of us every time we move in. Và theo tôi thì mỗi nơi chúng tôi đến thì đều chăm sóc chúng tôi bằng những chiếc xe riêng. I can drive any car that I want. Tôi có thể lái bất kỳ chiếc xe nào trên đời mà tôi muốn. I don't have to buy. It's just okay. Tôi không cần phải mua nó, tôi chỉ thuê tất cả tiền đó để mà đi. And I drive. Và tôi lái xe. When I buy, I just share a new car and buy another car. Tôi giá thì tôi đổi và tôi trả tiền và tôi đổi một chiếc xe khác nữa. I can share the color. Tôi có thể đổi cả màu xe. I can drive anywhere around the world. Tôi có thể lái đi bất kỳ nơi đâu ở trên thế giới này. And this business not give you only the money and all the material. Và cái kinh doanh này thực sự kết quả không chỉ đem lại cho chúng ta tiền mà là tất cả những cái phương tiện sống. The value of the business you can also can you know success really fast. Và một cái giá trị cho chúng tôi là mình có thể thành công rất là nhanh. And we can give back to all mom. You can see my mom and my dad right now full time total. Mình có thể trả ơn trả hiếu cho bố mẹ của mình. Don't have to work. Không cần phải làm việc nữa. I'm the oldest father, I'm proud. I'm the oldest one, and we have four brothers. I'm the oldest father, proud. Tức là chúng tôi có bốn thằng. Four brothers. Chúng tôi có bốn thằng em, chúng tôi có bốn thằng em. The second one, London business in London. Một người đang xây dựng kinh doanh ở London. The third one, Joyce, not active. Một người nữa thì tham gia nhưng mà không có năng động lắm. The youngest one, probably EDC. In our family, ở trong gia đình chúng tôi, we have an interest of 5 emeralds. Ở trong gia đình chúng tôi tổng cộng trên 5 emeralds trở lên. In the future, 5 EDC emeralds. Và chắc chắn trong tương lai sẽ là 5 EDC trở lên. In the future, 5 emeralds. Và chắc chắn trong tương lai sẽ có 5 emeralds. We don't have to pay for them. Và we don't have to pay for them. Chúng tôi không cần phải trả tiền cho họ, lo gì cho họ hết, bởi vì em tôi đã lo hết. You can see one decision effect of our family. Các chị thấy không ạ? Chỉ cần một cái quyết định thôi mà ảnh hưởng và giúp đỡ cho cả gia đình. And if you can do it, you can do it too. Và nếu chúng tôi có thể làm được thì chắc chắn các chị cũng có thể làm được. I can go right now, I'm still super hard. Rất là nhiều người mà hỏi chúng tôi rằng là tại sao bây giờ hai anh chị vẫn còn làm việc chăm chỉ như vậy, nỗ lực như vậy. Tôi nói với chị là tôi không phải làm việc là chăm chỉ bình thường, mà là siêu chăm chỉ, sức tôi chăm chỉ luôn.
After this, you know, I have to work in Europe, in North America, in Australia, all work. When you see my picture, only one picture that I take, after that I work. Các bạn ạ, tôi sau khi đi về thì tôi sẽ đi rất là nhiều nơi để làm việc. Các chị thấy những bức hình của tôi thì sau khi bức hình của tôi chụp đó là chỉ có làm việc mà thôi. You know, because some people just ask you, okay, like, okay, I see you, you always talk with. Why you are always moving? Và có người nói tôi rằng là sao thấy cái bức hình đó, đã đi khắp nơi thế giới, tại sao mà đi nhiều như vậy? I just say, you know, only one picture that I came, after that I work. Và tôi nói với họ rằng là thực ra tôi chỉ có được mỗi một tấm hình thôi, còn lại là tôi đi làm. Picture, I work on the next picture. À, tôi chỉ có chụp hình một tấm thôi, nhưng tôi làm là các tấm. But you didn't see my work. Nhưng các chị không nhìn thấy cái sự làm việc của tôi, và các chị chỉ thấy tôi đi đơn thôi. If you want to move up, only way, focus, work hard. À, cho nên nếu các chị muốn tăng trưởng cái cải và tăng cái biên của mình, và thay đổi thành tích của mình, thì có một cách duy nhất là tập trung và nỗ lực làm việc. And you will give up. Và đừng bao giờ từ bỏ. Okay, you can see right now, guys, you know, because you know, guys, at an 8-year-old kid, they already promised herself. She will take care of her mom and keep the promise for her dad. And right now, Joyce's mom very happy, like very happy, you know. And right now, when we bring our family, also business class, not only us. But we also take care of our family, business class. Tức là các chị có nhớ hồi nhỏ mà Joy đã hứa với trong lòng mình rằng là sau này sẽ chăm sóc lo lắng cho mẹ của mình đúng không ạ? Thay cho bố của mình thì điều đó đã thực hiện được. Và tới bây giờ thì bây giờ mẹ của Joy rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Và chúng tôi không chỉ là chăm sóc gia đình của mình, đi du lịch, đi khắp nơi mà còn mở tiếng hạng là business class. And it is the answer why we still work hard, because we have someone we love. Và đó là câu trả lời lý do tại sao chúng tôi vẫn còn nỗ lực chăm chỉ, bởi vì còn ai đó, những người mà chúng tôi yêu thương và chúng tôi muốn họ thấy được cái sự thành công. We don't only think ourselves. Chúng tôi không chỉ nghĩ tới bản thân mình không. We think for the one who coming up us. Và chúng tôi đã hưởng thụ những cái chuyến đi du lịch với cái hạng nhất first class 8 năm nay. And right now because of our effort. Và bây giờ bởi vì chúng tôi cũng đã tiếp tục nỗ lực. In not very first class. Bây giờ không chỉ là first class. Even private jet. Thậm chí là máy bay cá nhân đi. Private train. Máy bay đi. So that's why my friend just cooking with my chef more. Và đó là lý do tại sao bạn tôi nói rằng là có chiếc thuyền là giống như là chef more. Yes, I told him yes. Và tôi nói là chef more, but I don't have to kill anyone, everybody, it's just kill people. Và tôi là chef more, lúc nào mà tôi không phải giết ai hết, tôi chỉ giết người khác thôi. You know, last 2 months, I mean, just surprised me. Và cách đây 2 tháng, chef more đã làm cho tôi tạo được cảm giác chef more. Then I got a jet to Picasso. À, đã gửi một chiếc tinker qua để đón chúng tôi. To have conference, lunch, and then send me back. Chỉ đưa chúng tôi đi qua chơi du lịch và ăn và sau đó đưa về. Wow. And I love soccer. I enjoy my coffee. Và tôi thì rất là yêu bóng đá, nên là tôi đã đi khắp nơi để mà Last year. Và cái này là ở Barcelona năm rồi. So I enjoy my life. Và tôi đã hưởng thụ cuộc sống của mình. Build business, enjoy culture and your people. Xây dựng sự nghiệp kinh doanh và thưởng thức những cái văn hóa khắp nơi và I want to go to NASA. Gặp văn phòng Apple thì
thì tôi tới đó. Like I told you, after you success, you are totally free. Và tôi nói với chị rằng nếu chị thành công ra ngoài, các chị sẽ thực sự hoàn toàn tự do. You can do anything that you want. Mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Mình có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn. This is in Mexico. Và đây là ở Mexico. I want to show you. Tôi muốn chia sẻ với chị. For the last part. Là cái phần cuối cùng. All my team actually almost 130. À, trong hệ thống của tôi, đa phần là dưới 30 tuổi. Around the world. Và trong thế giới toàn cầu. They are young. Họ là những người trẻ tuổi. They are very aggressive. Họ rất là năng động. They have their dream. Họ có ước mơ. They fight for their family. Họ nỗ lực, họ chiến đấu vì gia đình của họ. And in the future. Và trong tương lai. We will have a lot of power and power master. Chúng ta sẽ có rất là nhiều power and power master. We will have a lot of power and power. À, chúng ta sẽ có rất là nhiều những power and power master. Ở Hà Nội. À, trên toàn cầu. Last year we also have 23-year-old demo in the US. À, trong rồi chúng ta đã có một demo mà có 23 tuổi rồi ở Mỹ. Next year we will have one. Và năm sau anh ta sẽ là đại minh. Also the youngest demo in North America. Và cũng là một demo trẻ tuổi nhất ở Mỹ. You can see. Các chị có thể thấy. If you have goal. Nếu mình có mục tiêu. If you have dream. Nếu mình có ước mơ. If you want to fight for your future. Nếu mình muốn nỗ lực chiến đấu vì tương lai của mình. If you want to fight for your family. Nếu các chị muốn nỗ lực vì gia đình của mình. If you are sincerely with your goal. Nếu các chị thật sự nghiêm túc với lại ước mơ của mình. Sincerely with your goal. Với mục tiêu của mình, với ước mơ của mình. You can see. Các chị có thể thấy. The meaning of life. À, ý nghĩa của cuộc sống. This one when they gives me in Thailand. 40,000 people. Đây là khi mà tôi chia sẻ trước 40,000 người ở Thailand. Guest speaker in Singapore 10-year anniversary. Và đây là cái kỷ niệm 10 năm ở Singapore. 15-year anniversary in Philippines. 15 năm kỷ niệm ở Philippines. This guest speaker in London. Và tôi là guest speaker ở London. Guest speaker in Spain. Và khách mời chia sẻ ở Tây Ban Nha. In Malaysia. Ở Malaysia. In Colombia. Ở Colombia. In Miami. Ở Miami, ở Mỹ. In Mexico. Ở Mexico. And yesterday in Hanoi and right now in Ho Chi Minh. Và hôm qua your life will be very meaningful. Cuộc sống của mình sẽ có rất là nhiều cái giá trị. Right now I'm really happy when some people just come to see me happy. You know, after I listen to your speech, I share my life. Right now I'm Evan. Right now I'm Dan. Right now I'm Ruyang. I'm so happy. Và tôi cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có ai đó họ tới gặp tôi và nói rằng anh có biết không? Sau khi nghe bài chia sẻ qua tôi đã nỗ lực tôi hạ quyết tâm làm việc và bây giờ tôi đã là Evan là Dan. Như vậy tôi rất là hạnh phúc các chị. I was sorry in actually in North America. Và đây là câu chuyện của chúng tôi ở trong cuốn phát chip và trong của mình. Và đây là cái phát chip ở Thailand. Sorry in newspaper in Australia. Và câu chuyện thành công của chúng tôi được lên báo ở Úc. The last one. Và cái cuối cùng. I love before I didn't love traveling. À, trước đây á tôi cũng là người rất là thích du lịch. But right now I'm doing this very important. Và bây giờ thì tôi nghĩ là rất là quan trọng. I see the world. Tôi đã nhìn. How different people. Và tôi đã nhìn thấy con người của khác nhau như thế nào. And after I see the world. Mà sau khi tôi được nhìn thấy thế giới. I fall in love with Amway more and more. Mà tôi cảm thấy là mình càng yêu Amway nhiều hơn mình business. Bởi vì trong cái business này. We are from different background. À, chúng ta từ những cái tầng lớp, những cái nền tảng gia đình xuất thân khác nhau. We are from different language. À, chúng ta có những cái ngôn ngữ tiếng nói khác nhau. We are from different, everything different. Chúng ta từ những cái nền tảng khác nhau rất là khác nhau. But we can be friends, we help each other. Nhưng mà chúng ta có thể làm bạn cùng nhau, cùng có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau và cho tất cả mọi người biết mặt. That is a right concept and the main concept of this is helping people who help to help themselves. À, đây chính là một cái quan điểm mà đúng là một cái quan điểm rất là quan trọng ở trong quan đó là sao? Giúp đỡ người khác để my life before Thái Bình. Giúp đỡ người khác để họ tự giúp chính họ. My life before Thái Bình. Và cuộc sống của tôi trước khi tham gia Amway. When I was young, I used to go to Japan. À, khi mà tôi còn nhỏ, tôi đã từng được đi du lịch ở Nhật. When I was in high school, I go to London, Manchester, Italy, France, Liechtenstein. Khi mà tôi được còn học trung học thì tôi đã được có cơ hội đi châu Âu, đi London, đi Manchester, Ý và Pháp và Italy.
When I was in university, we have a movie and we want to see zero. Khi tôi còn đi ở đại học thì tôi đã có cơ hội được đi Hàn Quốc, đi university và CSO. After we graduate, we go to Singapore, San Francisco. Và sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã được làm việc và kể cả kinh doanh ở Singapore và San Francisco. You can see this kind of lifestyle. It's not so good, not so bad. But can you guess about the future? Các chị ạ, với một cái những cái kinh doanh như thế này, một cuộc sống như thế này, nó không phải là quá tốt hoặc là quá xấu, nhưng mà có thể mình nhìn thấy được tương lai của cuộc sống hoặc cái quá khứ như thế này không ạ? I ask myself. Tôi hỏi bản thân mình. Maybe good, maybe bad. Có thể tốt, cũng có thể xấu. Maybe better, maybe wrong. Có thể tốt hơn, nhưng có thể như thế. Maybe I can travel more, and maybe I cannot travel anymore. Có thể là tôi có thể được có cơ hội đi du lịch nhiều hơn, nhưng cũng có thể là không còn cơ hội nữa. And I cannot guarantee my security. Và tôi không thể nào đảm bảo về cái sự my future, sự bền vững, sự đảm bảo trong tương lai của mình. After I joined Amway. Sau khi tôi tham gia Amway. 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. And you can see all 11 on another page. All 11. Và các vị coi này, đây là 2011. And right now is 2012. Và bây giờ là năm 2012. Right now the idea, you can see Vietnam. Và bây giờ các vị có thấy mà cái tuyển Việt Nam. Nói chai, chai cái này còn Việt Nam, the pollution. Sau đó là Phuket, là Áo, là London, rất là nhiều nơi. This is only 2 months, you know, in the last Melbourne City is in June. It's June, it's June. Và cái lịch mà từ Việt Nam sẽ xuống các chị chỉ trong vòng 2 tháng mà thôi, cái lịch này tôi mơ chỉ làm việc tới tháng 6 mà thôi. It's a long way to go. Là còn một con đường dài nhưng mà đi. And I'm sure that a lot of people, more than one million people will share our life. À, và các chị ạ, mình đi như thế này, tôi tin rằng là sẽ có tới 1 triệu người họ có thể thay đổi cuộc sống từ mình. In the future. Trong tương lai. So, because I'm the singer. Và cuối cùng, bởi vì tôi là một ca sĩ mà. I want to sing for you. Thank you for singing. Do you want to sing with me? Do you want to sing with me? This song, you know, all produced by all video. Actually, all video in my group and they all produced. Và cái bài hát này được làm ra, cái CD này, cái bài hát này được làm ra bởi tất cả. Những cái người mà làm ra bài này là toàn là những nhà không có được không phù hợp. All ladies, all composer, all producer. Tất cả đều là những người trong hệ thống trong bộ nhóm phù hợp. This song name create the new world. Và bài hát này, tên của bài hát là tạo ra một thế giới mới. In a way, we are together, we can share the whole world. Với em quay, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một thế giới mới. Maybe you cannot share all the world. Có thể mình không thể tạo ra, thay đổi cả thế giới. But we can help people who need to change their life. Nhưng mà chúng ta có thể giúp những người họ muốn thay đổi sống hoặc cần thay đổi sống. So and this is your future, the best that I have been in this 10 years in this business. Và những cái này là trong bài hát này là những lời tôi đã cảm nhận được trong 10 năm qua kia. Are you ready? She's my life.
Chúng tôi yêu em. Do you love em? Các chị có yêu em?